Ngân Nguyệt Yêu Lang độc giác sáng lên một đạo tử quang, trong nháy mắt hướng phía trước bắn ra một đạo tử sắc quang trụ, phàm là cột sáng những nơi đi qua, phía trước một đường thẳng bên trên võ giả đều biến thành bột mịn, uy lực dọa người. Chết, Giang giật phung vẩy hắc lân kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem người phía trước bao phủ đi vào, mỗi lần hắc lân kiếm lóe lên tất có người chết bởi dưới kiếm, người ở chỗ này mặc dù có rất nhiều đều là con em của đại gia tộc, nhưng thật đúng là không có người nào có được linh khí có thể có được linh khí võ giả khẳng định là đại gia tộc thân phận tôn quý thiếu gia, đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy xông vào trong rừng rậm. Kiếm quang lấp lánh, tiên huyết bão táp, giang giật sát lục chân ý mặc dù còn dừng lại tại đệ nhị trọng, nhưng là thanh tỉnh ý thức vẫn luôn tại, chỉ là nội tâm thị huyết, khát phóng giết chóc, không có người trợ giúp hắn hội không dừng được mà thôi. Hắc lân kiếm là chủ yếu thủ đoạn công kích, diệt thần nỏ phối hợp công kích, tăng thêm thời khắc mấu chốt thu hồi yêu lang, vận dụng địa hỏa, Giang giật tại bảy tám tử phủ võ giả bên trong ghé qua, như vào chỗ không người, mỗi một lần từ trong đám người ghé qua đều sẽ mang theo một trận tinh phong huyết phú, mang đi mấy chục đầu sinh mệnh. Trốn, kia gần trăm tên tử phủ cảnh đỉnh phong chỉ là trong chốc lát tựu chết đi gần nửa, những người còn lại bị dọa cho bể mật gần chết lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn, có thể đi được động đường tử phủ cảnh thất bát trọng võ giả cũng bắt đầu đoạt mệnh lao nhanh. Giang giật không có đi để ý tới những người này, nhanh chóng thu hoạch trên mặt đất căn bản không động được tử phủ cảnh võ giả. Những cái kia tương đối cường đại chút võ giả chạy trốn, những người còn lại căn bản phản kích cũng không thể, hắn chém giết cũng càng nhanh nhẹn, tựa như thu hoạch rơm dạ, nhanh chóng mang đi từng đầu sinh mệnh, hắc lân kiếm biến thành tử thần liêm đao. Một nén hương thời gian, hiện trường đã biến thành địa ngục, tất cả mọi người trốn không thoát người đều bị giang giật chém giết, trên mặt đất đều là thi thể, chân cột tay đứt, huyết thủy hội tụ thành dòng sông hướng phía dưới nhỏ xuống mà đi. Vân phỉ cùng chiến vô song trên mặt đất động đều có thể nhìn thấy huyết dịch rơi xuống, không cần nhìn đều biết phía trên tràng cảnh đến cỡ nào thảm liệt. Đến rồi, vân phỉ thông qua cây cối cảm ứng bốn phía rất nhiều thần du cường giả vọt tới, lập tức khống chế dễ cây dịch chuyển khỏi, thả ra một cái vu thuật, vận dụng dây leo đem giang giật cùng ngân nguyệt yêu lang trói buộc chặt, cưỡng ép kéo vào dưới mặt đất. chương 204, vẫn thạch sát trận, yêu lang trở về, giang giật thu hồi ngân nguyệt yêu lang, thân thể bên ngoài lập tức toát ra địa hỏa hỏa linh châu tự động hộ chủ giang giật khống chế kia tia năng lượng đi não hải linh hồn hắn trong chốc lát kim quang tăng vọt trong đôi mắt hồng quang cũng chậm rãi thối lui thối lui ra khỏi sát lục chân ý trạng thái a à, lúc đầu tiến lên chuẩn bị đem giang giật đánh bất tỉnh chiến vô song kinh ngạc bỗng nhiên ở nửa đường hỏi giang giật người sát lục chân ý tiến vào đệ tam trọng có thể thu phóng tự nhiên không có giang giật lắc đầu không có giải thích quá nhiều hỏa linh châu bên trong năng lượng quá quỷ dị hắn cũng không biết làm sao chiến vô song giải thích hắn cảm giác thân thể có chút suy yếu mở miệng nói ra đi mau rời đi trước bên này chờ ta khôi phục sau lại tiếp tục chém giết chiến vô song nhẹ gật đầu mang theo giang giật cùng vân phỉ bắt đầu theo trong địa đạo ghé qua hướng xâm lâm một bên khác tránh đi vân phỉ cũng khống chế dễ cây đem địa đạo toàn bộ phá hỏng cho dù có người có được thiên khí có thể đơn giản chặt đứt cây này cái trong thời gian ngắn muốn đuổi theo đến cũng không có khả năng cái này cái này phía trên xác thực tới rất nhiều người, khoảng chừng một ngàn nhiều, mọi người thấy phía trên như như địa ngục tràng cảnh toàn bộ mộng. Mặc dù chạy đi gần trăm người báo cáo tình huống vừa rồi, nhưng tất cả mọi người đều có ta không dám tin, hai người sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đem sáu. 700 người cho chu diệt trong đó thế nhưng là có hơn 20 thần du cường giả a Cánh rừng cây này có quỷ dị, một tên thần du cường giả lấy ra linh khí đối một cây đại thụ bổ một cái, rất nhanh tỉnh mộ lại, quát lớn nói, toàn bộ người tập kết cùng một chỗ, người tới lập tức ra ngoài thông bẩm tứ điện hạ mời có được thiên khí thánh khí cường giả xuất thủ trước tiên đem mảnh này quỷ lâm hủy đi còn lại thần du cường giả cũng kịp phản ứng thử chém nứt màu vàng đại thụ kết quả đều như thế toàn bộ người âm thầm kinh hãi một cái thần du cường giả cẩn thận nghe xong một tên tàn sống xót tử phủ đỉnh phong võ giả báo cáo về sau quát khẽ ngươi lập tức ra ngoài bẩm báo tứ điện hạ liền nói vân phỉ công chúa có thể cùng giang giật cùng một chỗ đồng thời đem tình huống nơi này bẩm báo cho hắn để hắn mời thủy tiểu thư vận dụng thánh khí nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này vân phỉ công chúa rất nhiều ngày huyền quốc con em đại gia tộc nhướng mày thiên huyền quốc phương trong phòng có hai đại phe phái một mực minh tranh ám đấu bọn họ cũng đều biết cũng chính là bởi vì vân phỉ đại ca chết rồi bọn hắn mới có thể không hề do dự nghe theo vân hạc điều khiển giờ phút này vân phỉ lại dính vào cái này khiến bọn hắn tự nhiên có chút cố kỵ mọi người không dám vọng động liền ở tại chỗ đóng giữ bốn phía đề phòng nhiều người như vậy cùng một chỗ bọn hắn cũng lường trước giang giật không dám tới đánh lén chỉ cần vân hạc cùng thủy thiên nhu phái người đem mảnh này quỷ lâm hủy đi giang giật tự nhiên là biến thành cá trong chậu hiu nhưng mà để vô số người kinh ngạc là kia hai tên bị phái đi ra bẩm báo võ giả thế mà rất nhanh liền trở về mà lại hai người nhìn thấy phản ứng của mọi người như gặp quỷ hai người ngược lại là phản ứng rất nhanh liếc nhau một người kinh hô lên minh thiếu cổ xưa thiếu cánh rừng này có quỷ có mê huyễn đại trận chúng ta đi không đi ra, chúng ta rõ ràng hướng ra phía ngoài đi, đi tới đi tới. Lại trở về, nói hưu nói vượn, một tên thần du cường giả không tin tưởng, thân thể hướng ra phía ngoài tiêu xạ ra ngoài, chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm vân hạc. Kết quả nửa nén hương về sau, hắn thân thể nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy mọi người sau cũng một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đây là tự nhiên mê huyến đại trận, vẫn là vân phỉ công chúa làm ra rất nhiều người mơ hồ, nhưng càng nhiều người đều hoảng sợ không thôi, những thứ không biết luôn làm người sợ hãi. Suy suy, đúng lúc này, nơi xa một đạo tàn ảnh vào tới, nương theo cái này tàn ảnh còn có vài gốc cung tên bay vụt mà đến, thẳng xạ nhân quần bên trong. Giang giật, rất nhiều người thần du cường giả đôi mắt co rụt lại, vô số người bắn tới, trên người một người sáng lên hào quang màu vàng đất, trầm hống một tiếng, vẫn thạch sát trận. Hô hô, giang giật đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên mấy cái lớn thạch đầu, mang theo kinh khủng uy áp hướng đầu hắn nện xuống, giang giật con ngươi co rụt lại, loại vu thuật này còn là lần đầu tiên gặp qua, bất quá uy lực nhìn không lớn, hắn cũng không sợ, lấy ra hắc lân kiếm đột nhiên bổ mấy kiếm, mấy cái kia cự thạch lập tức hóa thành bột mịn. Chết, giang giật bị cái này vẫn thạch trì hoãn một hồi, kia mấy thần du cường giả rất mau đuổi theo tới, vô số đao mang kiếm khí chỉ phong ngoại phóng mà tới. Đi, giang giật vội vàng khống chế yêu lang bỏ trốn, nhưng ở một khắc mặt đất đột nhiên rung động, Ngân Nguyệt yêu lang thân thể nhoáng một cái, giang giật kém chút bị ngã bay ra ngoài. Hắn hướng dưới mặt đất xem xét, lập tức âm thầm sắc mặt đột biến, cái này hiển nhiên lại là một loại thần kỳ vu thuật, thiên huyền quốc rất vô quả nhiên rất lợi hại. Thời khắc mấu chốt, tâm hắn niệm khẽ động quát khẽ, Ngân Nguyệt yêu lang trở về, mà thiên lang ra. Tại mấy đạo nguyên lực ngoại phóng sẽ bắn chúng bọn chúng lúc, Ngân Nguyệt yêu lang đột vậy mà biến mất giữa không chung, tiến vào linh thú phủ bên trong trong không gian, Giang giật bên người cũng xuất hiện một khối màu bạc trường lăng, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên ở giữa không trung xoay tròn, kia ma thiên lăng tại hắn khống chế phía dưới nhanh chóng đem hắn toàn thân đều quấn quanh đi vào. ầm ầm, bang bang, suy suy, mấy đạo nguyên lực ngoại phóng công kích gào thét mà đến, đánh chúng vào bị ma thiên lăng bao trùm giang giật, cường đại sung lực trong khoảnh khắc đem hắn nổ bay ra ngoài mấy chục trượt, còn đập chúng hai viên đại thụ, trên mặt đất lộn vài vòng. Chết, nhìn thấy giang giật cả người bị ngân sắc trưởng lăng bao trùm, nằm trên mặt đất không nhúc nhích mười mấy tên thần du cường giả con mắt chấp chấp đối mắt nhìn nhau vài lần hồ nghi cứ việc giang giật không nhúc nhích mặc dù như thế cường đại nguyên lực công kích bọn hắn tự tin liền xem như thần du đỉnh phong cũng phải bị đánh chết nhưng vẫn là không ai dám tự tiện ngang nhiên xông qua hiu một người đưa tay lần nữa thả ra một đạo nguyên lực công kích những người còn lại lập tức tỉnh ngộ lại năm sáu mươi tên thần du cường giả toàn bộ ngoại phóng nguyên lực đối giang giật công kích mà đi mấy chục đạo nguyên lực công kích như mũi tên đầy trời bay vụt đi qua, tại kia phụ cận phương viên mấy trượng mặt đất một trận điên cuồng công kích. Theo bọn hắn nghĩ, kia ngân sắc trưởng lăng coi như phòng ngự lại cường đại, giang giật ở bên trong cũng sẽ bị đánh chết tươi a. À. Ầm ầm, tiếng nổ bên tai không dứt, kia phụ cận mặt đất bị tạc đến vô cùng thê thảm, một mảnh hỗn độn, bụi đất giả thiên tránh địa, mặt đất bùn đất sòng giá bị làm bóng bốn năm thước. Rất nhiều nơi đều lộ ra xấu xí màu vàng dễ cây. Giang giật thân thể bị tạc đến nổ đi, ngân sắc trưởng lăng bên trên quang mang lấp lánh không ngừng, nhưng chính là còn chưa bị hủy đi. Đi, đi qua nhìn một chút, một vòng oanh tạc về sau, một tên thần du cường giả vung tay lên ra hiệu mọi người rộng qua. Nhưng một đám thần du cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không dám động, một tên sau cùng người mặc hoa bào công tử quát lạnh, toàn bộ đều đi qua, coi như hắn không chết lại như thế nào có thể đem chúng ta toàn bộ giết. Cái này hoa bào công tử hiển nhiên là thiên huyền quốc siêu cấp con em của gia tộc, rất có uy tín, lập tức năm 60 tên thần du cường giả, chậm rãi hướng trên mặt đất không nhúc nhích giang giật phóng đi. Suy suy, đúng lúc này, giang giật bên người mấy cây dễ cây đột nhiên uốn éo, lộ ra một cái lỗ thủng to khẩu, một cái dây leo sông ra đem giang giật cuốn lấy nhanh chóng hướng phía dưới kéo đi. Ừ, 50, 60 người lúc đầu đã tới gần giang giật 3-4 trượng khoảng cách, giờ phút này nhìn thấy giang giật bị kéo xuống dưới, tự nhiên bản năng nổ bắn ra mà lên, hướng trong cửa hang sông đi vào. Vân Hạc thế nhưng là ưng thuận hứa hẹn, nếu ai cầm xuống giang giật, hắn thượng vị sau một cái đại tướng quân vương là trốn không thoát, con vịt đã đun sôi tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn bay. Bất quá cũng có một nửa người coi như thông minh, không dám mạo hiểm vậy mà xông vào dưới mặt đất, bọn hắn thế nhưng là nghe nói, vừa rồi có hơn 10 người thần du cường giả xông vào địa động về sau, cũng không trở về nữa. Suy suy, kia hai ba mươi người xông vào địa động về sau, kia cửa hang bên trên rễ cây nhanh chóng xê dịch, mấy cái trong trước mắt liền đem cửa hang phá hỏng. Phía trên mọi người xem xét lập tức sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, đây quả nhiên là cái cạm bẫy, lao xuống đi 30, 40 người sợ là vĩnh viễn muốn mai táng dưới lòng đất. Tên kia uy tín cực cao hoa bào công tử, nhìn xem cửa hang bị dễ cây toàn bộ phong kín, tựa như một cái cự thú nhắm lại u u miệng lớn, hắn hoảng sợ kêu to lên, rút lui, toàn bộ rút lui. Chúng ta không thể tại một chỗ ở lại bất động, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết, toàn bộ bôn tẩu, chờ đợi điện hạ cứu viện. Đại gia cũng không cần sợ hãi, chúng ta lâu như vậy không có ra ngoài, điện hạ khẳng định lại có hoài nghi rất nhanh sẽ ra tay, thủy tiểu thư có thánh khí có thể nhẹ nhõm hủy đi cái này quỷ lâm, đại gia kiên trì một hồi, thắng lợi vẫn là thuộc về chúng ta. chương 205, Thánh khí trị uy, Phân Hạc hoàn toàn chính xác có chỗ hoài nghi, dù sao đã qua gần nửa canh giờ, coi như đi vào người không có chuyển đến tin chiến thắng, cũng sẽ có người ra thông bẩm một chút tình huống A trinh sát truyền đến tin tức, còn lại ba mặt đại quân cũng không có thấy bất luận kẻ nào từ trong rừng ra, hắn trầm ngâm một chút, vung tay lên nói, vào năm người đi dò thám tình huống, có bất kỳ tình báo trước tiên hồi báo. Năm tên trinh sát nhanh chóng hướng trong rừng phóng đi, rất mau vào màu vàng trong rừng, chỉ là năm người này tiến vào thời gian một nén nhang, không có bất kỳ ai ra, rừng rậm này tựa như một cái cự thú tinh hồng miệng lớn, có thể đem sông đi vào tất cả mọi người thôn phệ. Thông qua thanh cổ trùng cảm ứng, Vân Hạc xác định giang giật liền tại bên trong, hơn nữa còn sống được thật tốt. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nhìn qua phía trước mảnh này nhìn có chút tà môn xâm lâm, cảm giác có chút nội tâm run dày. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là dám xông đi vào, hắn cuối cùng cũng sẽ có đi không về. Không có đạo lý A, à, giang giật thực lực coi như lại quỷ gì cũng không có khả năng quét ngang thần du cảnh A à nếu là hắn có thực lực này, đã sớm khắp thế giới truy sát thủy thiên nhu. Mà lại mảnh này rừng cũng có vấn đề, đi vào nhiều người như vậy. Giang giật làm sao có thể nhanh như vậy giết chết tất cả mọi người làm sao lại không có người ra thông bẩm tình huống. Vân Hạc hai đầu mày kiếm đều nhân thành một cái chữ xuyên, hắn có loại dự cảm không tốt, giống như hắn còn không hạ lệnh toàn diện tiến công, người ở bên trong đoán chừng đều biến thành từng cỗ thi thể. Lần này triệu tập người thế nhưng là có rất nhiều siêu cấp thế gia tộc nhân, toàn bộ chết, hắn cũng không có cách nào cho bọn hắn gia tộc bàn giao. Chỉ là không có thăm dò tình huống, tự mạo muội phát động tổng tiến công, hắn nhất định phải đi theo đại bộ đội đi vào, mảnh này rừng quỷ dị như vậy, vạn nhất hắn đi vào cũng có đi không về đâu. Vân Hạc, bên cạnh Thủy Thiên Nhu hơi không kiên nhẫn, chu miệng nhỏ mở miệng nói, vì sao đi qua lâu như vậy, còn không có nửa điểm tin tức là người của ngươi không được vẫn là giang giật căn bản là không có ở bên trong. Vân Hạc cười khổ một tiếng, giải thích nói, giang giật tuyệt đối liền tại bên trong, của ta thanh cổ trùng tỏa định người tuyệt đối trốn không thoát, cánh rừng này nhìn có chút quái thật đấy, làm sao đi vào nhiều người như vậy, không gặp người ra. Hừ hừ, thủy thiên nhu càng thêm bất mãn như như thiên nga trên cổ một cái ngân sắc phòng cổ sáng lên nàng ngọc thù một chảo quát lạnh nói bản tiểu thư quản nó tà không tà đem cánh rừng này san thành bình địa không được sao diệt thế ngân quyển phân hạc đôi mắt sáng lên thứ này là thánh khí mặc dù thủy thiên nhu vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng uy lực cũng không bình thường coi như mảnh này trong rừng lại quỷ dị diệt thế ngân quyển vừa ra hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ a à. thiên nhu người dùng diệt thế ngân quyền công kích thoáng cái phía trước đại thụ Ổn thỏa lý do, Vân Hạc vẫn là không có tùy tiện hạ lệnh tổng tiến công, Thủy Thiên Nhu sau khi nghe, không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu, tiện tay phóng thích diệt thế ngân quyển công kích mà ra. Hô hô, diệt thế ngân quyển vừa bay ra ngoài lập tức nhanh chóng biến lớn, phía trên cũng ngân quang lóng lánh, uy áp dọa người, rất nhanh diệt thế ngân quyển phá không mà đi, đập vào phía ngoài trên một cây đại thụ. Oanh, diệt thế ngân quyển cùng màu vàng đại thụ chạm vào nhau, trong chốc lát bắn ra hai đạo quang mang chói mắt, bốn phía không gian vì đó rung động, cuồng bạo sóng xung kích hóa thành liên y hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi, một đạo kinh thiên nổ vang, kia màu vàng đại thụ lưng mỏi bị nện đoạn, ầm vang đến trên mặt đất. Thánh khí chi uy, không thể ngăn cản, tốt, Vân Hạc nhìn qua thế thì bay trở về diệt thế ngân quyển trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức vừa tối ám hưng phấn lên. Thủy U Lan làm thiên hạ đệ nhất cường giả, trên người thánh khí tuyệt đối không chỉ một hai kiện a nếu là đã cưới Thủy Thiên Nhu, hẳn là cũng sẽ ban cho một kiện thánh khí cho hắn a có diệt thế ngân quyền, cánh rừng này mặc dù nhìn rất quỷ dị, đại thủ kia bị thánh khí đập một cái thế mà không có tan làm bột mịn nhưng chỉ cần có thể hủy đi. Vân Hạc Tựu không cố kỵ gì, hắn chợt quát một tiếng, người tới, truyền mệnh lệnh của ta tất cả mọi người vào trong rừng rậm, vây giết giang giật. Ba tên trinh sát phân biệt đi đưa tin, Vân Hạc mình người lại không động. Hắn một mực tự xưng là thông minh tuyệt thế, mưu trí vô song, càng là người thông minh càng sợ chết, hắn tự nhiên không dám người đầu tiên xông vào, để còn lại ba phương diện đại quân đi trước dò đường tốt. Đợi một hồi, xác định ba mặt đại quân trở ra, hắn mới đại thủ một hồi hét lớn, đi. Đi, Thủy Thiên Nhu đã sớm không đợi được kiên nhẫn, Ngọc Thủ vung lên kia 50 tên Thủy Nguyệt Quan Thần Du Cường giả lập tức vây ở bên người nàng, hướng trong rừng rậm phóng đi. Quỷ lâm giờ phút này đại chiến say xưa, kia hai ba mươi tên sông vào lòng đất Thần Du Cường giả kết cục đương nhiên sẽ không quá mỹ diệu. Vân phỉ khống chế dễ cây hình thành một cái lồng giam đem bọn hắn vây khốn, cuối cùng giang giật lần nữa tiêu hao một viên hỏa linh thạch đem cái này mấy chục người nhẹ nhõm thiêu chết giang giật không có thụ thương nhiều người như vậy một trận điên cuồng công kích trên người hắn không có nửa điểm thương thế thậm chí hắn ở bên trong đều không có cảm giác nửa điểm chấn động cái này ma thiên lang hiển nhiên là một kiện phi thường đặc thù thiên khí bên trong cũng có thần kỳ cấm chế trận pháp mỗi lần một đạo nguyên lực công kích đều sẽ tự động bị nó ngăn cản thủy u lan năm đó thành danh thiên khí quả nhiên không để cho giang giật thất vọng đem trong động đất mấy chục người diệt sát về sau, giang giật cùng chiến vô song bắt đầu nhanh chóng hành động, người ở phía trên không dám ở nguyên địa dừng lại, tại trong rừng quỷ lao nhanh, ý đồ tránh né giang giật đánh lén. Giang giật cùng chiến vô song đương nhiên sẽ không bỏ mặc đám người này mặc kệ, phía ngoài đại quân lúc nào cũng có thể vào đây, vân phỉ nói qua vân hạc có thiên khí, còn có tả vu chi thuật, thủy thiên nhu càng không cần phải nói. Bọn hắn nhất định phải tại hai người vào đây trước đó, đem đám người này tận khả năng thêm chém giết một chút ầm um, giang giật không ngừng từ dưới đất nổ bắn ra mà ra mỗi lần nửa người trên của hắn đều dùng ma thiên lăng cuốn lấy vừa ra tới không lọt vào mắt mọi người công kích bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích địa hỏa thiêu chết một bọn người về sau lập tức nổ bắn ra hồi trở lại trong động đất chiến vô song cũng rất biết phối hợp tại mọi người lực chú ý bị giang giật hấp dẫn về sau hắn hội kịp thời theo một bên khác nổ bắn ra mà ra thường thường hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ có một tên thần du cường giả bị sinh sinh xé rách chiến thần nhất tộc chiến thần vinh quang lực phòng ngự quá cường đại thần du cảnh tam tứ trọng võ giả công kích căn bản không thể tạo thành tổn thương đáng tiếc chiến vô song cảnh giới quá thấp không dám đứng đấy mặc cho một đám người công kích một khi trên người hắn đặc thù năng lượng tiêu hao hết hắn cũng phải chết hai người giết người hiệu suất rất nhanh đương nhiên giang giật giết người tốc độ để chiến vô song cảm thấy không bằng hắn là từng cái từng cái giết giang giật là từng mảnh từng mảnh giết chỉ là nửa canh giờ ở bên ngoài đại quân sông tới lúc đã bị hai người chém giết hai phần ba thần du cường giả vẫn còn còn lại bốn năm cái đây là giang giật không có cố ý nhằm vào chúng ta kết quả nếu không sở hữu thần du cường giả đều phải chết một đám người bị giết đến kinh hồn bạt phía đã sớm không còn đội hình nguyên bản còn tập kết cùng một chỗ chạy trốn cuối cùng phát hiện dạng này ngược lại càng thích hợp giang giật phát huy đến đằng sau đều là mỗi người tự chạy như từng cái dọa sợ thỏ chạy trốn tư phía rất nhiều người đều tiềm ẩn tại trên đại thụ thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua giết người, vào đây trước đó cũng đã sớm làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Nhưng hôm nay tình huống quá quỷ dị, giang giật cùng chiến vô song giết người thủ pháp quá hung tàn, hai người cho bọn hắn cảm giác tựa như là minh giới bên trong ác ma kinh khủng. Xa xa xa, tại mọi người suýt chút nữa thì lúc tuyệt vọng, phía ngoài đại quân rốt cục chen chúc mà vào. Vân Hạc cùng Thủy Thiên Nhu cũng dẫn người vào đây, nhìn thấy trong rừng khắp nơi đều là thi thể, thảm như địa ngục tràng cảnh, Vân Hạc trong đôi mắt đều là nổi giận, ánh mắt của hắn khóa chặt nơi xa mặt đất giống to, thiên nhu, dùng diệt thế ngân quyển đập cho ta, giang giật ngay tại phía dưới này. chương 206, Hỏa Nhân, Vân Hạc cùng Thủy Thiên Nhu đến rồi, địa động phía dưới, giang giật cùng Vân Phỉ chiến vô song tập hợp một chỗ. Vân phỉ sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Thủy Thiên Nhu đoán chừng phải vận dụng thánh khí, Giang giật làm sao bây giờ. Giang giật trong lòng âm thầm tính toán một cái thời gian, sắc mặt có chút khó coi, hắn khe khẽ thở dài nói, rời đi giờ tí còn có gần nửa canh giờ, nếu là chúng ta có thể kéo đến giờ tí liền tốt, đến lúc đó không có linh hồn phòng ngự thủ đoạn người sợ là muốn toàn bộ điên rồi, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người. Gần nửa canh giờ, làm sao có thể kéo lâu như vậy? Vân phỉ lắc đầu nói, cái này diệt thế ngân quyển quá cường đại, vừa rồi Thủy Thiên Nhu tựu nhẹ nhõm nện đứt một cây đại thụ, cây này cái rất khó ngăn trở. Mà lại, ta sợ những này cây hủy đi quá nhiều, trong này tự nhiên đại trận liền sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó chúng ta đem không thể trốn đi đâu được. Kia liều mạng, vô song người cùng vân phỉ cùng đi, thỉnh thoảng quấy rối thoáng cái, chúng ta nhất định phải kéo tới giờ tí đi. Còn có nhớ kỹ, giờ tí trước, các người phải cùng ta hội tụ, nếu không vân phỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống điên mất. Giang giật dặn dò một tiếng, lập tức quát khẽ một tiếng, ngân nguyệt yêu lang. Oanh, vào thời khắc này, phía trên truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều rung động, trong động đất mảnh bùn nhau nhau rơi xuống, một cỗ kinh khủng sóng chấn động truyền đến, đem bọn hắn ba người đều chấn động đến ngã nhào trên đất, giang giật cùng vân phỉ ngực đều cảm giác một trận khí muộn, kém chút thổ huyết. Ba cái rễ cây bị đập gãy, không ngăn được, đi mau. Vân phỉ phóng thích vô thuật khống chế mấy cây rễ cây quấn quanh tới, chiến vô song lập tức mang theo nàng hướng một bên lao nhanh, giang giật thì cưỡi ngân nguyệt yêu lang hướng một bên khác chạy đi. Chạy trốn, thanh cổ trùng con trùng thời khắc đi theo giang giật, hắn thân thể khẽ động Vân Hạc lập tức có thể biết. Hắn con người nhất chuyển, đối Thủy Thiên Nhu nói ra, tiếp tục thẻ, ném ra một cái thông đạo, để cho người ta theo trong động đất truy sát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Tốt, Thủy Thiên Nhu xác định giang giật ngay tại kề bên này rất là hưng phấn lên, một lần lại một lần khống chế diệt thế ngân quyền nện xuống, rất mau đưa phía dưới dễ cây cho hủy đi. Vân Hạc phung tay lên, Mười mấy tên thần du cường giả cùng mấy trăm tên tử phủ cảnh võ giả nhanh chóng xông vào mặt đất hướng Giang Giật truy sát mà đi. Đi, Giang Giật đi bên kia, Vân Hà quát khẽ một tiếng, khống chế cự viên chạy như điên, Thủy Thiên Nhu thân thể cũng nhảy lên cự viên trên vai, kia 50 tên Thủy Nguyệt quan cường giả một mực đi theo tại trái phải, dự phòng Giang Giật xuất thủ công kích Thủy Thiên Nhu. ầm um, phía trước một cái trên mặt đất, Giang Giật thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, địa hỏa dâng trào mà ra, đem phụ cận hơn 10 người thiêu cháy thành cho bụi lần này hắn không có bắn ngược vào trong động đất, mà là cưỡi ngân nguyệt yêu lang cấp tốc hướng phía trước lao nhanh. Giang giật, là giang giật, mặc dù khoảng cách rất xa, giang giật đem ngân nguyệt yêu lang nhuộm thành màu lam, trên mặt còn mang theo màu đen ác ma mặt nạ, nhưng Thủy Thiên nhu thoáng cái nhận ra hắn, cái này ngân nguyệt yêu lang quá là hiếm thấy, thuần hóa thành linh thú toàn bộ đại lục chỉ có giang giật cái này một cái. Truyền lệnh Hồi trở lại hình đại trận, vây giết giang giật. Vân Hạc khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười, chỉ cần Giang giật hiển lộ thân hình, như vậy thì coi như hắn là thần, cũng khó thoát mấy ngàn đại quân vây công. Ô ô, truyền lệnh quân thổi lên kèn lệnh, rất nhanh bốn phương tám hướng ba con đại quân di chuyển nhanh chóng, không có tùy tiện hướng Giang giật truy sát mà đi, mà là làm thành hai vòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời Vân Hạc lần nữa phái ra mấy trăm người hạ trong thông đạo dưới lòng đất, vẩy ra một cái thiên la địa võng, phòng ngừa Giang giật phá vây. Giang giật căn bản là không có nghĩ tới phá vây hắn muốn đem đám người này toàn bộ lưu lại, muốn đem Thủy Thiên Nhu lưu lại, nếu không coi như trốn ra lần này vây giết, lần sau bọn hắn vẫn là hội vây giết mà tới. Thủy Thiên Nhu còn có thể tụ tập càng nhiều người vây giết hắn, hạ điền trưởng tôn vô kỵ bọn người thế nhưng là rất tình nguyện gia nhập vào. Mà lại mảnh này quỷ lâm tốt như vậy địa thế, không thêm vào lợi dụng, lần sau còn đi cái nào tìm kiếm chiến trường. Sở dĩ hắn chuẩn bị liều mạng, đương nhiên cũng không phải là mù quáng trùng sát, hắn khống chế ngân nguyệt yêu lang nhanh chóng bôn tẩu, tận lực rời xa Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc. Thủy Thiên Nhu có thánh khí, có thể phá ma thiên lăng, Vân Hạc có quỷ dị tà thuật, hắn không dám mạo hiểm vậy mà tới gần, hắn cần chính là kéo dài thời gian. Hưu, phía trước từng hàng võ giả đứng thành thẳng tắp trận địa sẵn sàng đón quân địch, giang giật còn không có tới gần, mấy đạo đao mang kiếm khí tự phá không mà đến, để hắn không thể không khống chế yêu lang chuyển hướng. Chỉ là, vô luận hắn hướng bên kia sông, nghênh đón hắn đều là liên tục không ngừng nguyên lực ngoại phóng công kích, Ha ha ha, nơi xa truyền đến một tiếng tùy ý tiếng cười to, giang giật đừng trốn, bó tay chịu trói đi, ngươi trốn không thoát. Chỉ cần ngươi đầu hàng, thiên nhu cam đoan đánh không chết ngươi. Khanh khách, thủy thiên nhu tiếng cười như chuông bạc rất nhanh cũng vang lên, giang giật, ngày đó giết ta tiểu hắc, phá ta linh thước bảo lúc, có thể từng nghĩ tới có hôm nay ngươi không phải rất ngông cuồng sao tiếp tục cuồng a? À. Xong, giang giật ác ma dưới mặt nạ con ngươi đều bên trong lạnh ý, nói nhảm đều chẳng muốn nói một câu hắn đột nhiên khống chế ngân nguyệt yêu lang nhảy lên thật cao, trong tay hai thanh diệt thần nỏ nổ bắn ra mà ra, giống to, ai cản ta thì phải chết. ầm um, rời đi bên này mấy trăm trượng khoảng cách địa phương, một thân ảnh đồng thời theo mặt đất nổ bắn ra mà lên, hai tay kim quang lóng lánh, mười ngón dài ra, hóa thành hai cái long chảo đối bên kia một tên thần du cường giả hai chân hung hăng chộp tới. Mà lại ngay tại hắn vừa động thời điểm, mặt đất điên cuồng toát ra vô số dây leo, đem kia người xung quanh đều cho quấn chặt lấy. Vù vù, Giang giật bên này vô số đao mang kiếm khí chỉ phong phóng tới, người khác giữa không trung phía dưới yêu lang đột một biến mất, một khối ngân sắc trưởng lăng xuất hiện đem hắn bao lũng đi vào, hắn thân thể cũng nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn, tránh thoát hai đạo chỉ phong, nhưng vẫn là bị hai đạo đao mang bắn trúng. Đi, ngay tại hắn thân thể bị đập bay khi trở về, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, mà thiên lang nhanh chóng từ trên người hắn giải khai, hướng phía trước vọt tới cuốn lấy một cây đại thụ, thân thể của hắn cũng mượn lực hướng phía trước bay đi. Công kích, phụ cận một tên thần du cường giả lần nữa bạo giống, phía dưới tử phủ cảnh võ giả toàn bộ vung vẩy binh khí nổ bắn ra mà lên, bốn năm tên thần du cường giả tiềm phục tại trong đó, binh khí bên trên nguyên lực thả ra sát ý, để giang giật cảm giác được ngạt thở. Địa hỏa, đối mặt mấy chục đạo nổ bắn ra mà đến thân ảnh, giang giật không có nửa điểm hoảng sợ, trên thân trong khoảnh khắc toát ra hừng hực liệt hỏa, hắn thu hồi ma thiên lăng chân sau tại trên đại thụ một điểm, hướng đám người kia phản xạ mà đi. Trốn, nhìn thấy Giang Giật biến thành một hỏa nhân, chung quanh hắn không khí thoáng cái trở nên cực nóng đáng sợ. Kia bay vụt mà đến hơn 10 người lập tức hoảng sợ chạy trốn, nhưng Giang Giật đột nhiên một trưởng vỗ ra, hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm lập tức bao phủ đi, đem trước mặt hơn 10 người thôn phệ đi vào. A, à, hơn 10 người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy, mấy tên thần du cường giả hét thảm một tiếng về sau, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. TT, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ Giang Giật có thể phun ra kinh khủng hỏa diễm, giờ phút này thấy một lần sau cũng quá sợ hãi, xa xa Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc cũng biến sắc. Để Vân Hạc càng thêm kinh hãi chính là, một bên khác xuất hiện dây leo, hắn tà mị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, quát khẽ, rất tốt, Vân Phỉ, người tiện nhân này thế mà trợ giúp ngoại nhân tới đối phó ta như vậy các ngươi tự toàn bộ chết tại cái này đi. chương 207, Đạo Văn công kích, Truyền lệnh xuống, kết tử thần đại trận, để cổ đặc phóng thích vu thuật vây giết giang giật, để Minh Huy triệu tập hắn người, cho ta đem tiện nhân kia giết. Mặc dù nội tâm đằng đằng sát khí, nhưng Vân Hạc vẫn là không có tự mình động thủ, giang giật hỏa diễm cùng Vân Phỉ vu thuật để hắn rất là cố kỵ. Hắn cùng bên người lính liên lạc dặn dò một tiếng, người kia lập tức thổi lên kèn lệnh, cái này kèn lệnh âm thanh không hay xảy ra rất có tiết tấu, hiển nhiên là đặc thù đưa tin phương thức. Vân Hạc chúng ta không động thủ, nhìn thấy Vân Hạc khống chế cự viên dừng ở nguyên địa, Thủy Thiên Nhu hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về đến, dưới cái nhìn của nàng chiến đấu không có kỹ xảo có thể nói, liền là toàn bộ người tiến lên, thi triển thủ đoạn toàn lực tiến công, thắng hay thua tự xem người bản sự. Không vội, Giang Giật có thể phá người linh tước bào khẳng định còn có kinh khủng ẩn tàng thủ đoạn, chúng ta trước sống chết mặc bay, ta cũng không tin trên người hắn hỏa diễm dùng không hết. Vân Hạc theo tiểu vương thất bên trong lớn lên, trước hết nhất học hội đạo lý liền là dùng như thế nào người, thân phận của hắn tôn vinh bất cứ lúc nào cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, trừ phi thủ hạ hoàn toàn không được tình thế bất đắc dĩ lúc, hắn mới có thể tự mình xuất thủ. Tốt ra, à, dù sao chết không phải thủy nguyệt quan người, mặc dù thủy thiên nhu tước tước muốn thử, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống quan chiến. Theo Vân Hạc ra lệnh một tiếng, nơi xa trong đại quân hai tên hoa bào công tử thầm mắng vài tiếng Vân Hạc âm hiểm, nhưng giờ phút này ép lên lương sơn cũng chỉ có thể hạ lệnh công kích. Một vị tóc quan xoắn, tay trái treo một viên hỏa hồng sắc vòng tai, cầm trong tay quyền trượng cổ ra thiếu tộc trưởng cổ đặc, quát lớn tử thần đại trận. Cái này tử thần đại trận tại thiên huyền quốc rất nổi danh, thường thường khởi động đại trận này sẽ lâm vào tử chiến, không liều đến tất cả mọi người chết hết, đại trận này cũng không hội dừng lại. Đại trận này vừa mở ra, ai dám lui lại sẽ bị coi là đào binh, là thiên huyền quốc con dân sở thoa khí. Hiu hiu hiu, sang giật bốn phía gần ngàn võ giả toàn bộ nhanh chóng tập kết, ba người một tổ thành mũi tên hình, liên tục không dứt hướng giang giật vọt tới. Toàn bộ trên mặt người đều là tử ý, Vân Hạc tự mình hạ lệnh mở ra tử thần đại trận, bọn hắn lui không thể lui chỉ có giết chết giang giật, hoặc là bị giang giật giết chết. Tốt, sát lục chân ý, giang giật muốn chính là thời gian, cái này Vân Hạc cùng Thủy Thiên như thế mà không xuất thủ, mà là để một đám người đến tươi sống mà chết hắn cầu mong gì khác chi không phải, lập tức hắn đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu, một cô kinh khủng sát khí tràn ngập tại khắp nơi, bốn phía một số người lập tức hai chân mềm nhún quỳ trên mặt đất, mặc dù như thế, người phía sau vẫn là không có một người thối lui. Xuy suy một chút thần du cường giả ngoại phóng ra nguyên lực công kích, tên kia cầm trong tay quyền trượng trang phục kỳ lạ cổ đặc công tử, trong tay quyền trượng đột nhiên phát sáng lên, quát khẽ nói, phong chi thúc phược. Một trận gió mát phất phơ thổi, thổi tới giang giật trên thân, thân thể của hắn lập tức bị lực lượng vô hình trói buộc, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn vừa định bắn tới, dùng địa hỏa đốt xiết phía trước một đám người không thể không phóng thích ma thiên lăng trước ngăn cản mấy đạo phóng tới nguyên lực công kích phanh 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 thân thể của hắn bị tạc bay ra ngoài cũng may có ma thiên lăng ngăn cản không có thụ thương nhưng giờ khắc này sát khí một yếu ba mặt lập tức có gần trăm người đã cận thân mà thân thể của hắn di động vẫn là vô cùng khó khăn cái này vô thuật quá tả môn giang giật âm thầm kinh hãi con người nhất chuyển trong tay một cái hắc lân kiếm xuất hiện đột nhiên đối phía trước đánh xuống suy suy theo thanh kiếm này đánh xuống, không khí bốn phía nhanh chóng hướng mũi kiếm tụ tập, tựa như mấy cái phong long tại vô hình gào thét, mà trên người hắn loại kia vô hình trói buộc lực đột nhiên biến mất. Phong chi thúc phược đã phong có thể vô hình trói buộc ta, vậy ta vì sao không thể khống chế phong đi trói buộc người khác? Giang giật trong đầu nhanh chóng chuyển động, tại cổ đặc lần nữa phóng thích phong chi thúc phược lúc, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía không khí lưu động, trong đầu thì nhanh chóng mô phỏng ra phong quỹ tích. Ông, chuyện quỷ dị phát sinh. Ngay một khắc này, giang giật đan điền tử phủ bên trong tiểu tử phủ đột nhiên phát sáng lên, một giọt màu đen dịch thái nguyên lực từ nhỏ tử phủ bên trong nhanh chóng hướng về ra, tiến vào giang giật trong đầu, để đầu óc hắn vận hành tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần. Mà giang giật một lòng yên lặng cảm ngộ phong chi quỹ tích bên trong, vậy mà không có chút nào phát giác. a à, xông tới gần trăm người bên trong có năm sáu tên thần du cường giả, bọn hắn nhìn thấy giang giật nhắm mắt lại cho là hắn phóng thích cái gì kinh khủng võ kỹ thần thông nhưng giang giật cũng không có bất kỳ cử động nào, ngược lại giờ khác này trên người hắn không khí tự động lưu động, ngưng tụ thành từng đầu vô hình phong long, tại hắn bốn chu du đi, im ắng gào thét. Cái này, cái này, quỷ dị như vậy tình huống đem rất nhiều người hù dọa, bình thường cấp thấp phó giả căn bản xem không hiểu, chỉ là cảm giác bản năng hoảng sợ, chỉ có kia mấy tên thần du cường giả, cùng xa xa thần du cường giả trong con người hiện lên một tia kinh nghi. Làm sao có thể cái này, đây tuyệt đối không có khả năng, giang giật dị động, Ngồi tại cử viên trên bờ vai Vân Hạc thấy nhất thanh nhị sở, hắn miệng rộng tấm đến tròn vo, trong con người đều là vẻ không dám tin. Một bên khác Thủy Thiên Nhu cùng Thủy Nguyệt quan người cũng trên mặt đều là kinh ngạc, Thủy Thiên Nhu nháy nháy mắt, mơ hồ nói ra, thiên đạo chi văn giang giật không phải mới tử phủ cảnh nhị trọng sao hắn làm sao lại cảm ngộ đạo văn mẫu thân không phải nói. Chỉ có thần du đỉnh phong võ giả mới có thể cảm ngộ đạo văn sao giang giật nếu là có thần du đỉnh phong thực lực, chúng ta đã sớm chết, tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Thiên đạo chi văn là rất thần kỳ tồn tại bên trong thế giới này tồn tại vô số thiên đạo chi văn những đạo văn này đan sen trời và đất chí lý có thể cảm ngộ đạo văn người liền có thể tham ngộ thiên chỗ chí lý điều động thiên địa lực lượng vì người sử dụng lật trời đảo hải bình sơn đoạn sông không đáng kể đạo văn người người đều hiểu một chút tiến vào thần du cảnh sau sẽ giải rõ ràng hơn một chút bởi vì thần du đỉnh phong muốn đột phá kim cương cảnh nhất định phải tìm hiểu đạo văn cũng chỉ có tìm hiểu đạo văn thực lực mới có thể có đến bay vọt về chất. Toàn bộ đại lục sở hữu võ kỹ, thậm chí thiên huyền quốc phu thuật, pháp thuật, các loại thần thông, kỳ thật đều là theo đạo văn trong công kích diễn hóa mà đến. Võ kỹ phẩm giai cao thấp, cũng là xem sáng tạo loại vũ kỹ này cường giả cảm mộ đạo văn mạnh yếu, đây là đại lục mọi người đều biết sự tình. Vấn đề là, thần du cảnh đỉnh phong võ giả dưới đây là căn bản không thể tìm hiểu đạo văn, đây cũng là đại lục thường thức. Nhưng giờ phút này giang giật rõ ràng xúc động phong chi đạo văn, đưa tới phong cộng minh, điều này nói rõ hắn giờ khắc này tại tìm hiểu đạo văn, quỷ dị như vậy tình huống làm sao không cho mọi người chấn kinh. Giết, chấn kinh thì chấn kinh, mấy tên thần du cường giả rất nhanh kịp phản ứng, lập tức bắn ra mấy đạo nguyên lực công kích. Nhưng này ta đao mang kiếm khí chỉ phong còn không có tới gần giang giật, bên cạnh hắn vô hình phong long đột nhiên nhanh chóng du tẩu, hình thành một cái trong suốt phòng bảo hộ giúp hắn ngăn cản những công kích này. Phốc phốc, mấy đạo nguyên lực ngoại phóng công kích đập chúng những này phong long, tựa như bùn trôi vào biển không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, lặng yên vô tức biến mất. Sai, sai, ta trước kia đi suốt đường nhưng, phong ảnh kiếm chân lý cũng không phải là khống chế phong. Phong là vô hình, nó không có khả năng bị khống chế. Chỉ có thể dẫn dắt nó, xúc động nó, gây nên nó cộng minh, để nó tự động hình thành khí tràng, trợ giúp người trói buộc chân áp địch nhân. Ha ha ha, ta rốt cục đã hiểu. Giang giật đột ngột mở to mắt, bối rối hắn mấy tháng nan để rốt cục mở ra, hắn mở mắt trong nháy mắt, bên cạnh hắn vô hình phong long nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không có phát giác được bốn phía võ giả quái dị ánh mắt, chỉ là đơn giản hướng phía trước vung ra một kiếm, phong ảnh kiếm. chương 208, Thủy Nguyệt Đại Trận, suy suy, nương theo một kiếm này phát ra, bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, mười mấy đầu phong long từ phía sau gào thét mà đến, tại mũi kiếm tụ tập, vô thanh vô tức hướng phía trước gào thét mà đi, cuối cùng đem trước mặt bảy tám người trói buộc lại. Kia bảy tám người tại giang giật phóng thích phong ảnh kiếm thời điểm tự hoảng sợ nhanh chóng lui nhanh, nhưng giờ khắc này thân thể lại động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc lân kiếm phá không mà tới. Phanh phanh phanh, hắc lân kiếm hóa thành một đầu dao long tại cái này bảy tám người trên thân thể đảo qua, mấy người kia trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, đến chết một khắc này, mấy người thân thể cũng không thể động đậy một phần. Tê tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, vân hạc trong con người đều là nét nham hiểm nhìn xem giang giật lại hướng phía trước nổ bắn ra mà ra, hắc lân kiếm những nơi đi qua, căn bản không người là địch. Sát lục chân ý cùng phong ảnh kiếm phối hợp, quả thực là thu hoạch nhân mạng lợi khí, hắn còn có ma thiên lăng có thể tại thời khắc mấu chốt phòng ngự, phía trước kia gần ngàn người đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Đạo văn công kích quả nhiên hung tàn, cái này giang giật tuyệt không thể lưu, nếu không cho hắn thời gian 10 năm, thần võ quốc sẽ xuất hiện lần nữa một cái giang biệt ly. Vân Hạc cảm khái một tiếng, trong con người vẫn là vẻ kinh nghi, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, giang giật thấp như vậy cảnh giới, vì sao có thể cảm ngộ đạo văn công kích. Phong ảnh kiếm, Thủy Thiên Nhu một đôi mắt đẹp bên trong cũng là nghi hoặc, nhưng đầu thì thào, mẫu thân của ta nói qua, phong ảnh kiếm là gia cát lão thất phu năm đó tự sáng tạo đệ nhất môn võ kỹ, chỉ là địa giai thượng phẩm võ kỹ A. Có thể lợi dụng phong vô hình quấy nhiễu đối thủ. Vì sao tại giang giật trong tay lại biến thành có thể trói buộc đối thủ khủng bố như thế võ kỹ tuyệt đối không phải địa giai thượng phẩm, có được đạo văn công kích cũng chỉ có thiên giai võ kỹ. Nhiều lời vô ích, thiên nhu, chỉ có thể để ngươi người động thủ đi, ta người cũng toàn bộ phái đi ra. Cái này giang giật không giết, ngày sau hẳn là đại họa tâm phúc của chúng ta. Vân Hạc đôi mắt nhất chuyển, hướng người đứng phía sau làm thủ thế, Thủy Thiên Nhu cũng gật đầu khẽ kêu, toàn bộ tiến công, dùng Thủy Nguyệt trận vây giết giang giật. Tiểu thư, Thủy Nguyệt quan nữ tử toàn bộ mặt lộ vẻ cấp sắc, cái này Thủy Nguyệt đại trận là Thủy U Lan tự sáng tạo kỳ trận, vây giết giang giật đoán chừng không là vấn đề. Chỉ là các nàng vừa đi tựu không ai bảo hộ Thủy Thiên Nhu, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, các nàng có bao nhiêu đầu đều không đủ Thủy U lan chặt. Thủy Thiên Nhu lông mày dựng lên, cả giận nói, nói nhảm cái gì các ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ chờ lấy giang giật đem tất cả mọi người giết, lại đến giết chúng ta các ngươi còn chưa động thủ, ta liền tự mình xuất thủ. Đi, 50 người cắn răng một cái chỉ có thể chân ngọc một điểm, hóa thành 50 cái lục sắc hổ điệp hướng phía trước lướt tới, trên người các nàng đều sáng lên lục quang, rất nhanh theo hai bên sen kẽ mà đi, đem giang giật vây lại. Cái này 50 người tẩu vị rất kỳ lạ, giống như giờ phút này từ phía trên nhìn, có thể thấy rõ ràng cái này 50 người hợp thành một cái lục mang tinh hình dạng, mà giang giật thì tại lục mang tinh trung ương. Thủy Nguyệt đại trận, một người khẽ kêu, trong chốc lát 50 người trên thân lục váy toàn bộ phát sáng lên, từng đầu lục quang nhàn nhạt, nhạt đem 50 người kết nối, 50 đạo hình cung đao mang cùng một thời gian theo đối giang giật bắn ra, uy lực cực kỳ kinh người. Ngoả tào, giang giật vừa mới nghĩ phóng thích phong ảnh kiếm, đem phía trước mấy nữ tử là thủ tồi hoa, giờ phút này bất đắc dĩ chỉ có đem thân thể mình dùng ma thiên lăng bao thành thịt bánh trưng. Phanh, phanh phanh phanh, cái này thủy nguyệt đại trận phía dưới, 50 người thực lực rõ ràng đều chiếm được tăng phúc, giang giật trước kia lợi dụng ma thiên lăng ngăn cản nguyên lực công kích, ở bên trong không có cảm nhận được nửa điểm chấn động, giờ phút này lại cảm giác bị vô số nắm đấm nện ở trên thân, một trận khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi lao nhanh mà ra. không được a, à, tiếp tục nữa, cái này ma thiên lăng muốn bị hủy, cái này thủy nguyệt quan nương môn quá hung tàn, tại ngăn trở vòng thứ nhất công kích về sau, giang giật không còn dám vận dụng ma thiên lăng, vạn nhất ma thiên lăng hủy đi, hắn sẽ chết đến thảm hại hơn. tính toán thời gian một chút, giờ tí cũng nhanh đến, hắn cắn răng bắt đầu liên tục không ngừng phóng thích địa hỏa đem thân thể mình phương viên một trượng khoảng cách đều bao lũng tại địa hỏa bên trong, đồng thời hắn thân thể nhanh chóng du tẩu, không ngừng đánh ra trưởng phong, muốn chém giết mấy tên thủy nguyệt quan nữ tử, phá các nàng thủy nguyệt đại trận. Biến trận, một nữ tử lần nữa khe kêu, tất cả mọi người nữ tử đều di động, nhanh chóng vây quanh giang giật du tẩu, không ngừng phóng thích hình cung đao mang. Mặc dù tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng trận hình nhưng không có một tia hỗn loạn, giang giật vô luận như thế nào đi đều một mực tại trong đại trận. Phanh phanh, vô số đao mang bắn tại địa hỏa bên trong để địa hỏa nổ tung hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi mặt đất giấy lên hừng hực liệt hỏa sang giật nhanh chóng bôn tàu nhưng hắn tốc độ quá chậm quá chậm căn bản đuổi không kịp thủy nguyệt quan nữ tử hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủy nguyệt quan nữ tử không ngừng phóng thích nguyên lực công kích tiêu hao hắn địa hỏa mà hắn lại nửa khác không dám dừng lại dưới một khi không có địa hỏa ở bên ngoài ngăn cản nguyên lực công kích hắn sẽ bị trong nháy mắt nổ thành thịt nát tiếp tục như vậy muốn xong đời a tuyệt đối kéo không đến giờ tí. Giang giật âm thầm gấp, nhưng như thế tình huống, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể khổ hao tổn. Một bên khác tình huống cũng rất là thảm liệt, chiến vô song mang theo vân phỉ chính đoạt mệnh lao nhanh. Giống như không phải chiến vô song, vân phỉ sợ là đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên, chiến vô song ít nhất cho nàng ngăn cản mấy chục đạo công kích. Đương nhiên, không có vân phỉ vô thuật hỗ trợ, chiến vô song trên người đặc thù năng lượng cũng đã sớm tiêu hao hết, không có chiến thần vinh quang, thân thể của hắn coi như mạnh hơn cũng ngăn không được nguyên lực công kích. Vân phỉ, người mau trốn đến dưới đất đi, ta trước ngăn cản thoáng cái. Nhìn thấy bên trái đằng trước mấy chục đạo thân ảnh tiêu xạ mà đến, chiến vô song cắn răng giống to. Vân phỉ trên thân nhanh chóng sáng lên hoàng quang, phía dưới lập tức xuất hiện một cái cửa hang nàng thân thể rơi xuống, nhưng không đợi chiến vô song hướng phía trước phóng đi, nàng thả ra một cái dây leo bắt hắn cho kéo lại đi. Xuy suy, bốn phía dễ cây uốn éo, không ngừng hướng hai người hội tụ, hóa thành một cái lồng giam đem hai người bao phủ đi vào, một tầng lại một tầng, trọn vẹn bao lũng bảy tám tầng. Chiến vô song quét qua cuống lên, gầm nhẹ, vân phỉ, người điên rồi sao người đây là tự chui đầu vào giọ, nếu là Thủy Thiên Nhu dùng diệt thế ngân quyển hướng bên này công kích, hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này. Vân phỉ mỉm cười, rỗi ra hai cánh tay cánh tay ôm lấy chiến vô song eo hổ, ôn nhu nói ra, chết thì chết đi, dù sao ta cũng không hội một thân một mình chạy trôi chết. Nếu là lão thiên muốn chúng ta đều chết, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ vân phỉ cũng đủ hài lòng ai ngươi nữ nhân ngốc này chiến vô song nặng nề thở dài không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt lo lắng hướng giang giật phương hướng nhìn lại trầm giọng nói rời đi giờ tí còn có thời gian một nén nhang cũng không biết giang giật thế nào ha ha vân phỉ buồn bã cười nói hắn nếu là chịu không được chúng ta liền bồi hắn cùng chết tốt vân phỉ nói không sai nếu là giang giật chịu không được bị giết hai người giờ phút này tự chui đầu vào rõ căn bản không có cách nào lại chạy trốn. Thời gian một nén nhang đầy đủ Thủy Thiên Nhu vận dụng diệt thế ngân quyển đem cây này cái phá không, lập tức đem hai người tươi sống đập chết. Địa đạo phía dưới cùng phía trên đều là thần du võ giả, chiến vô song trên người năng lượng đã nhanh tiêu hao lấy hết, hai người không thể trốn đi đâu được. chương 209, Ngân Nguyệt yêu lang chiến tử. Hỏng bét, địa hỏa nhanh hết rồi. Giang giật hoàn toàn chính xác nhanh không chống nổi, nếu như là bình thường tiêu hao, cái này địa hỏa có thể dùng bên trên 10 ngày nửa tháng. Vấn đề là liên tục không ngừng có nguyên lực công kích bắn tại địa hỏa bên trên, mỗi lần đều có thể đem địa hỏa nổ bay một đoàn nhỏ, tiếp tục như vậy hắn liền là có được ngồi xuống núi lửa cũng không đủ tiêu hao. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, đôi mắt lờ đáng ở phía xa vân hạc bọn người nhìn lướt qua, trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, thân thể bắn tới, trực tiếp chiều vân hạc cùng Thủy Thiên Nhu phóng đi công kích, thủy nguyệt quan nữ tử nhanh chóng vây quanh hắn cùng một chỗ hướng phía trước di động, giang giật bên ngoài thân địa hỏa chỉ còn lại phương viên bốn thước không đến, chỉ cần lại tiêu hao một trận ở giữa, giang giật đem hẳn phải chết không nghi ngờ, các nàng tự nhiên không có khả năng dừng lại. Ha ha ha, hết biện pháp nghĩ liều mạng một lần, kéo chúng ta xuống nước sao. Vân Hạc nhìn thấy trong liệt hỏa giang giật cặp kia cấp bách con người cười dài, hắn cũng không có khống chế cự viên lui lại, ngược lại trong tay kết một cái kỳ quái ấn ký, quát khẽ nói, thị huyết kiến. Ông, vân hạc phía trước trong không khí lay động, vô số màu đỏ phi kiến theo trong hư không xuất hiện, chỉ là trong chớp mắt liền đã toát ra gần vạn con, che đậy một khoảng trời. Kia phi kiến mỗi một cái đều có đại thủ chỉ lớn như vậy, nhìn một điểm không giống ôn hòa kiến tộc, ngược lại giống như là từng cái giữ tợn đáng sợ tiểu thú, kia hiện ra hồng quang con ngươi, trắng toát sắc bén răng, thấy Thủy Thiên Nhu đều một trận tâm kinh đảm hàn. Đám này phi kiến nếu là đem một người bao lũng tiến vào, sợ là không muốn mấy hơi thời gian, máu thịt của người này sẽ gặm đến không còn một mảnh A. À. Đi, tại thị huyết kiến số lượng đạt tới 10 vạn con về sau, không trung đình chỉ ba động. Vân Hạc hai tay kết kỳ ấn, hướng phía trước phung tay lên, kia già thiên tránh địa, khí thế hung ác ngập trời phi kiến lập tức hóa thành một đường thẳng liên tục không ngừng hướng giang giật phóng đi. Xuy suy địa hỏa rất khủng bố, cái này nhìn rất là hung tàn phi kiến đụng một cái sở địa hỏa, lập tức biến thành than cốc rớt xuống đất nhưng cái này phi kiến như dập lửa bươm bướm vẫn như cũ che già mang mọc hướng giang giật phóng đi. Giang giật sắc mặt lần nữa biến đổi, cái này phi kiến chết được rất nhanh, nhưng hắn địa hỏa tiêu hao chỗ càng nhanh, hỏa linh châu bên trong địa hỏa đã ít đến thương cảm, rất mau đem hội tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Vân Hạc xuất thủ, Thủy Nguyệt quan người lặng yên thối lui, vây ở Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc bên người. Nhiều như vậy phi kiến giang giật địa hỏa tuyệt đối sẽ lập tức tiêu hao hết, đến lúc đó không cần mọi người công kích, cái này phi kiến đều có thể sống sờ sờ bắt hắn cho thôn phệ. Liều mạng, Giang giật cắn răng quát lớn, khống chế hỏa linh châu bên trong địa hỏa toàn bộ bừng lên, hai tay nhanh như tia chớp hướng phía trước đánh ra mấy trường, để địa hỏa hóa thành sóng lửa hướng phía trước bao phủ đi, thân thể của hắn cũng đi theo địa hỏa hướng phía trước phóng đi. Suy suy, địa hỏa đem phía trước một mảnh phi kiến quét sạch đi vào, gần vạn con phi kiến bị đốt thành than cốc rớt xuống. Bên cạnh có hai viên đại thụ cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa, mặt đất cỏ dại càng là một mảnh cháy đen, khắp nơi tan hoang sơ xác, xấu xí vô cùng. Địa hỏa tại thời khắc này cũng rốt cuộc toàn bộ tiêu hao hoàn tất, giang giật quát lớn, Ma Thiên Lăng, ngân nguyệt yêu lang ra. Suy suy, Ma Thiên Lăng xuất hiện đem giang giật nửa người bao phủ đi vào, hắn thân thể sớm vọt lên, vững vàng rơi vào tại phía trước ngưng hiện ngân nguyệt yêu lang bên trên, hắn hét lớn, ngân nguyệt yêu lang, phóng thích yêu thuật, cho ta. Xong, hưu. Ngân Nguyệt yêu lang tử sắc độc giác phát sáng lên, bắn ra một đầu tử sắc quang trụ hướng phía trước thẳng tắp bay đi, sau đó thân thể hóa thành tàn ảnh đi theo cột sáng hướng phía trước phóng đi. Suy suy, tử sắc quang trụ cùng trước phương nguyên nguyên không ngừng vào tới phi kiến đối mặt, phàm là tử sắc quang trụ những nơi đi qua, phi kiến từng mảnh từng mảnh biến thành bột mịn. Đáng tiếc phi kiến nhiều lắm, tử sắc quang trụ chỉ là mấy chục trượng khoảng cách, đánh chết mấy ngàn con phi kiến năng lượng tự tiêu hao hoàn tất. Hưu, Giang giật mượn đoạn thời gian này, khống chế yêu lang lần nữa vọt lên mấy chục trượng khoảng cách nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít bay tới thị huyết kiến trong mắt của hắn lộ ra một tia thống khổ thân thể theo yêu lang trên thân nổ bắn ra mà xuống đem toàn thân mình bao phủ tại ma thiên lang bên trong ngân nguyệt yêu lang thì tiếp tục hướng phía trước phóng đi hắn chết ngân nguyệt yêu lang làm hắn linh thú cũng sẽ lập tức tử vong như thế tình huống hắn cũng chỉ có hy sinh cái này cường đại linh thú không hy sinh nó hắn sẽ chết ngân nguyệt yêu lang cũng phải chết Hô hô, Ngân Nguyệt yêu lang hướng phía trước cuồng sông, rất tự nhiên trở thành phi kiến mục tiêu, từng mảnh từng mảnh phi kiến như châu chấu hướng Ngân Nguyệt yêu lang chen chúc mà đi, rất mau đưa Ngân Nguyệt yêu lang bao trùm đi vào. Ô ô, Ngân Nguyệt yêu lang phát ra một tiếng rên rỉ, giang giật nội tâm cũng như đau xoắn, trên người hắn ma thiên lang nhanh chóng tản ra, trong tay hỏa linh châu phát sáng lên, một viên hỏa linh thạch bắn ra, hướng phía trước đem Ngân Nguyệt yêu lang từng tầng từng tầng bao trùm phi kiến vào tới. A. À nhìn thấy phía trước mấy vạn phi kiến cùng ngân nguyệt yêu lang đồng thời biến thành bột mịn giang giật ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng đôi mắt lần nữa trở nên đỏ như huyết sát khí trên người tại thời khắc này lại cường đại mấy lần hắn thân thể cuồng bạo hướng phía trước vân hạc phóng đi một cái hắc lân kiếm không ngừng quét ra đem còn lại chút ít phi kiến xoắn thành mảnh vỡ như một cái thượng cổ hung thú chiều vân hạc phóng đi giang giật đánh ra địa hỏa phóng thích ngân nguyệt yêu lang cuồng sông chỉ là trong chớp mắt thời gian hắn cùng Vân Hạc vốn là khoảng cách hơn 100 trượng khoảng cách, giờ phút này thoáng cái rút ngắn mấy chục trượng, mà Vân Hạc thả ra 10 vạn phi kiến bị Giang Giật trải qua công kích phía dưới tựu toàn bộ giết chết. Lui, tại Giang Giật phóng thích hỏa linh thạch lúc, kia 50 tên thủy nguyệt quan nữ tử toàn bộ bị hù dọa, mặc dù cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, nhưng các nàng vào thời khắc ấy đều cảm thấy khí tức tử vong. Hỏa linh thạch nhiệt độ quá kinh khủng, xuất hiện lúc không khí bốn phía đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu thư, đi, hai tên thủy nguyệt quan nữ tử ngược lại là phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt bay vọt lên, mang theo thủy thiên nhu lui nhanh, còn lại thần du cường giả cũng không đoái hoài tới công kích lui nhanh mà đi. Ây, Vân Hạc cũng bị hù dọa, mặc dù hắn biết rõ ràng giật có một loại ẩn tàng bảo vật phi thường khủng bố, có thể phá thủy thiên nhu linh thước bào, giờ phút này dùng một lát ra hắn vẫn là cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy. Mấy vạn con phi kiến lại trong trước mắt tựu toàn bộ hóa thành bột mịn bên cạnh ngoài mấy trượng mấy khỏa đại thụ đều bị dẫn đốt, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem vân hạc tấm kia hoảng sợ mặt chiếu dọi đến đỏ bừng. Trốn, hắn người toàn bộ bị phái đi ra, không có người bảo hộ hắn, mặc dù hắn còn có một số thủ đoạn, nhưng giang giật khoảng cách gần như thế vẫn là quá nguy hiểm, sở dĩ hắn không có chút gì do dự, khống chế cự viên chuẩn bị triệt thoái phía sau. a à, nào biết cự viên nhanh chóng quay người vừa định chạy trốn, giang giật trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng sát khí, sát khí này cũng trước kia rõ ràng cường đại mấy lần sát khí kia một lồng tre lên cự viên, để nó hai chân một cái lảo đảo, khổng lồ thân thể vậy mà quỳ dạp xuống đất, một đôi như chuông đồng trong con người đều là hoảng sợ. Giang giật sát lục chân ý tiến vào đệ tam trọng, vân hạc tại cự viên thân thể quỳ dạp xuống đất lúc, thân thể đã bay vụt mà lên, nhưng hắn khẽ động cũng cảm giác không được bình thường, hắn tử phủ cảnh đỉnh phong thực lực lại phát hiện tay chân có chút như nhũn ra, bước chân thế mà bước bất động. Lại nghĩ tới cái này cự viên là tam giai linh thú, mặc dù là tam giai bên trong tương đối thấp cấp, nhưng giang giật sát lục chân ý nếu là tại đệ nhị trọng tuyệt đối không áp chế nổi. Nhìn thấy cách đó không xa giang giật cuồng sông mà đến, cặp kia huyết hồng con mắt như trong địa ngục ác ma kinh khủng, nhìn thấy cách đó không xa thủ hạ của hắn tiêu xạ mà đến, nhưng tốc độ rõ ràng bị áp chế rất nhiều, vân hạc trong con ngươi lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn tại tối hậu quan đầu chỉ có thể cắn răng quát lớn, thanh cổ trùng, đi ra cho ta, thôn vệ giang giật. chương 210, Vân Hạc, chết, ngân nguyệt yêu lang là giang giật cái thứ nhất linh thú, Mặc dù cái này yêu lang cũng không có quá cao linh trí, cũng không sánh nổi một cái hội lấy lòng chủ nhân tiểu cầu, nhưng theo hắn dài như vậy một đoạn thời gian, Giang giật đối với nó cũng có tình cảm. Giờ phút này tình huống quá hiểm ác, Giang giật không hy sinh yêu lang hắn tự không có cách nào đem những cái kia phi kiến toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tập trung đánh giết. Phi kiến không giết chết, Giang giật chỉ có vận dụng ma thiên lăng tự vệ, cuối cùng sẽ bị thủy nguyệt quan người sống đánh chết. Hắn chết, ngân nguyệt yêu lang cũng phải chết, sở dĩ hắn chỉ có thể hy sinh yêu lang đạo lý này giang giật rất rõ ràng nhưng hắn nội tâm vẫn là cảm giác khó có thể tiếp nhận lòng như đau cắt cũng chính vì vậy trong lòng của hắn mới có thể bộc phát ra vô tận sát khí cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào sát lục chân ý đệ tam trọng đệ tam trọng rõ ràng so đệ nhị trọng cường đại rất nhiều đệ nhị trọng trước kia chỉ có thể ảnh hưởng từ phủ cảnh đỉnh phong võ giả giờ phút này từ phủ cảnh đỉnh phong vân hạc đều không động được nơi xa cuồng sông mà đến thần du võ giả tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng vân hạc vừa rồi vì triệt để chém giết giang giật đem thủ hạ toàn bộ phái ra ngoài. Hắn có 10 vạn thị huyết kiến, coi là giang giật coi như cường công cũng có thể ngăn trở một lát, không nghĩ tới giang giật có được hỏa linh thạch khủng bố như thế hung khí, còn không tiếc hy sinh ngân nguyệt yêu lang cũng muốn tiếp cận hắn, giờ phút này hắn chỉ có đem toàn bộ hy vọng ký thác thanh cổ trùng lên. Tại vân hạc quát khẽ một tiếng về sau, không chung lay động, hai nắm đấm lớn màu xanh con cọp xuất hiện. Cái này hai cái con cọp nhìn dị thường xấu xí, nhất là to mọng trên đầu không ngừng toát ra chất lỏng màu trắng càng làm cho người cảm giác buồn nôn, hai cái thanh cổ trùng tại Vân Hạc khống chế hạ như thiểm điện hướng Giang giật vọt tới. Thiếu tộc trưởng, bốn phía năm tên thần du cường giả nhanh chóng băng băng mà tới, năm người này một bên lao nhanh, một bên nhanh chóng ngoại phóng nguyên lực, nhưng nguyên lực công kích vừa mới trong tay ngưng tụ, năm người đôi mắt thoáng cái hoảng sợ, bởi vì Giang giật trong tay một viên hạt châu màu đỏ phát sáng lên ba cái màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện hắn như thiểm điện dùng tay một nhát ba cái thạch đầu phân biệt hướng ba phương hướng mà đi chết giang giật không thèm đếm xỉa căn bản không sợ tiêu hao hỏa linh thạch giờ phút này nội tâm của hắn đều là sát ý vô tận chỉ cần có thể đem vân hạc giết chết coi như tất cả hỏa linh thạch tiêu hao hết hắn đều sẽ không tiếc trốn hỏa linh thạch vừa xuất hiện không khí bốn phía lập tức trở nên nóng rực lên kia kinh khủng nhiệt độ cao không đợi hỏa linh thạch bay vụt đi qua hai bên vào tới thần du võ giả cũng cảm giác không chịu nổi. Vân Hạc tính mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn chính mình cũng phải chết, đâu còn sẽ đi quản Vân Hạc. Xuy suy hỏa linh thạch một đường bay đi, trên mặt đất một mảnh lá rụng bốc cháy lên, không chỉ là trên đất lá rụng, không khí bốn phía đều cuộn lên, từ xa nhìn lại cũng cảm giác hỏa linh thạch chỗ bay qua chỗ, không gian đều biến bóp méo, hãi nhiên đến cực điểm. Chi chi, hai cái bay vụt mà đến thanh cổ trùng cũng cảm giác được nguy hiểm chí mạng, mắt nhỏ bên trong đều là hoảng sợ. Mặc dù Vân Hạc cho chúng nó mệnh lệnh là đánh giết Giang giật, nhưng ở nguy hiểm chí mạng hạ hai đầu con cọp vẫn là không dám tới gần, hóa thành từng đạo tàn ảnh tại bốn phía phi hành. Chết, Giang giật mặc kệ cái này hai đầu con cọp, sách theo hắc lân kiếm, nhanh chóng hướng phía trước chạy như điên, một khi hai cái thanh cổ trùng tới gần lập tức lấy ra hỏa linh thạch. Rời đi cái kia cự viên mấy trượng khoảng cách lúc, hắn bắn ra một viên hỏa linh thạch, kia cự viên lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, khổng lồ thân thể giấy lên lửa lớn rừng rực, rất nhanh hóa thành một mảnh đen xám. Không, Giang giật, người không thể giết ta, ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta thế nhưng là vạn năm qua thiên huyền quốc vô thuật tối cường thiên tài, ngươi không thể giết ta. Vân Hạc thân thể ngay tại cử viên bên người mấy trượt, nhìn thấy cự viên hóa thành bột mịn, cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt độ cao, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Nhưng giờ phút này hắn thân thể đều không động được, còn có thể có biện pháp nào chỉ có không ngừng đại hống đáp lại hắn là, Giang giật bắn ra mà đến một viên hỏa linh thạch, Giang giật hôm nay không thèm đếm xỉa, lúc đầu vẫn còn còn lại hơn 30 mai hỏa linh thạch, vào hôm nay tự dùng ít nhất có 10 cái. Suy suy, hỏa linh thạch vừa ra, Vân Hạc triệt để không cứu nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia màu đỏ thạch đầu bay tới, cuối cùng còn không có tới gần hắn, tự bị phía trên màu xanh trong ngọn lửa nhiệt độ cao đốt sống chết tươi, biến thành một mảnh đen xám. Chi chi, hai cái thanh cổ trùng tại Vân Hạc chết một sát na kia, thân thể đột nhiên run lên, ở giữa không trung bạo liệt, không trung còn có rất nhiều ẩn hình con trùng cũng hiển lộ ra thân thể, cuối cùng toàn bộ bạo liệt. Vân Hạc chết rồi, hắn cổ trùng tự nhiên cũng đi theo chết. Cái này cùng giang giật linh thú đồng dạng, tê tê, bốn phía vô số người không ngừng hít một hơi lãnh khí, Vân Hạc chết rồi, bọn hắn sau khi trở về rất nhiều người sợ là cũng sẽ bị liên lụy mà chết rồi. Nhưng giờ này khác này, giang giật rõ ràng chỉ có một người lại không người dám tới gần, tất cả mọi người nhìn xem giang giật ánh mắt đều tựa như nhìn xem lệ quỷ kinh khủng. Hưu, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một cái ngân sắc vòng cổ nhanh chóng phá không mà đến, xuyên qua mấy viên đại thụ, nhanh chóng biến lớn, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp hướng giang giật đập tới. Toàn bộ người cho bản tiểu thư bên trên, giang giật trên người đá lửa không nhiều lắm, nhiều nhất còn có năm mai, chỉ cần hắn không còn đá lửa tự chỉ có một con đường chết. Ai chém giết giang giật, bản tiểu thư ban cho thiên khí 10 cái. Một đạo dễ nghe khẽ kêu tiếng vang lên, Giang giật ngược lại là không có thời gian đi quản bốn phía ngo ngoe muốn động võ giả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phá không mà đến diệt thế ngân quyền. Ngân Nguyệt yêu lang chết rồi, bằng vào tốc độ của hắn căn bản không có cách nào né qua cái này giới công kích, hắn chỉ có nhanh chóng lấy ra ba cái hỏa linh thạch hướng phía trước gào thét mà đến vòng cổ đập tới, đồng thời lấy ra ma thiên lang đem chính mình quấn quanh đi vào, nếu là hỏa linh thạch không phá được diệt thế ngân quyền, ma thiên lang không ngăn nổi lời nói, hắn chỉ có một con đường chết. Lần này hỏa linh thạch để hắn thất vọng, diệt thế ngân quyền tốc độ quá nhanh, hắn căn bản dự toán không đến, hai cái hỏa linh thạch bắn rỗng, một viên hỏa linh thạch ngược lại là chính giữa diệt thế ngân quyền, nhưng diệt thế ngân quyền giờ khác này đột nhiên phóng xuất ra một trận ngân sắc chướng mắt bạch quang, một cỗ khí thế cường đại theo vòng cổ bên trong đổ xuống mà ra. Cỗ khí thế kia cho người ta cảm giác tựa như trời sập, không chỉ là giang giật tựu liền phương viên trăm trưởng tất cả mọi người bị ép tới thân thể quỳ dạp xuống đất, không thể động đậy, tất cả mọi người trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, hiển nhiên bị kia khí thế cường đại ép tới nội tạng bị thương. Suy suy, hỏa linh thạch đụng chạm lấy vòng cổ bên ngoài bạch quang bốc cháy lên, nhanh chóng tiêu hao năng lượng, mặc dù ngân sắc vòng cổ quang mang rất nhanh ảm đạm xuống, nhưng rõ ràng bị không có hỏa linh thạch đốt mặc hủy đi. Cuối cùng hỏa linh thạch năng lượng tiêu hao hết, kia vòng cổ vẫn như cũng mang theo khí thế kinh khủng hướng giang giật gào thét mà tới. Xong, giang giật thân thể còn không có bị ma thiên lăng hoàn toàn quấn quanh, hắn trơ mắt nhìn xem kia vòng cổ gào thét mà đến, thân thể lại nửa điểm không thể động đậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đinh đinh đang đang, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, Giang giật đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, giờ tí cuối cùng đã tới, cái này quỷ lâm âm ba công kích bắt đầu. Theo một trận kia đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, vô số mắt người mắt rất nhanh mê mang. Xa xa Thủy Thiên Nhu trong đôi mắt cũng xuất hiện một tia mê mang, lúc đầu sẽ đập chúng giang giật diệt thế ngân quyển bởi vì không ai điều khiển, lại đột một đứng tại giữa không trung, kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái tiểu vòng cổ lơ lửng giữa không trung, kia cố kinh khủng khí thế cũng đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Ha ha ha, giang giật nhìn xem bốn phía vô số mắt người thần đều mê mang, hiển nhiên bị cái này âm ba công kích, linh hồn lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn thân thể đứng lên, đưa tay lau đi khóe miệng tụ huyết cười dài, cứ việc hôm nay một trận chiến này đại giới có chút lớn, nhưng xem ra cuối cùng hay là hắn thắng, chương 211, Thủy U Lan, âm ba công kích rốt cuộc đã đến. Tại trong rừng cây vang lên một mảnh rất nhỏ đinh đinh đang đang lúc, dưới mặt đất bị dễ cây tầng tầng bao lũng vân phỉ cùng chiến vô song con mắt cũng phát sáng lên. Vân phỉ có thể thông qua cây cối cảm ứng được giang giật còn sống, cũng có thể cảm ứng được nơi xa một số người đã bị âm ba công kích lâm vào linh hồn nguyễn cảnh bên trong, thắng lợi thiên bình rõ ràng hướng các nàng nghiêng về. Khai, vân phỉ không có nửa khác do dự lập tức thả ra vô thuật để phía trên dễ cây dịch chuyển khỏi, chiến vô song là chiến thần nhất tộc không sợ công kích linh hồn, vân phỉ không phải. Nàng nếu là không ngay đầu tiên đuổi tới giang giật phụ cận, nàng cuối cùng cũng sẽ biến thành người điên. Hiu, tại dễ cây vừa mới mở ra một cái lỗ hổng, phía ngoài đinh đinh đang đang thanh âm đã phi thường lớn, vân phỉ đôi mắt cũng biến thành mê mang, chiến vô song lập tức gấp đến độ ghê gớm, ôm lấy vân phỉ nổ bắn ra mà ra, hướng giang giật phóng đi. Giang giật, nhìn thấy Giang giật đang chuẩn bị hướng Thủy Thiên Nhu phóng đi, chiến vô song vội vàng quát lớn, Giang giật cặp kia huyết hồng sắc ánh mắt quét tới, thân hình dừng lại trong đôi mắt hồng quang nhanh chóng biến mất, thân thể nổ bắn ra mà tới. Địa hỏa, hắn khống chế hỏa linh châu bên trong chỉ có một tia địa hỏa xông ra, tại hỏa linh châu bên trong năng lượng hộ chủ lúc, hắn lập tức khống chế đoàn kia năng lượng đi trong lòng bàn tay, một cái đại thủ chậm rãi bám vào vân phỉ chán, để một tia không hiểu năng lượng tiến vào trong linh hồn của hắn. Ông, Vân phỉ linh hồn tại thời khắc này cũng kim quang tăng vọt, nàng đôi mắt rất nhanh mở ra, đầy mắt đều là sống sót sau tai nạn vẻ hoảng sợ. Giết, Giang giật cùng chiến vô song liếc nhau, hai người phân biệt hướng một bên phóng đi, Giang giật như một cái mũi tên nhọn hướng Thủy Thiên Nhu bắn thẳng đến mà đi. Chiến vô song thì hướng những cái kia ngây người tại nguyên chỗ thần du cường giả phóng đi, mặc dù trước mắt nhìn trong rừng tất cả mọi người chúng chiêu, nhưng người nào cũng không bảo đảm có thể hay không xuất hiện dị biến, vẫn là trước tiên đem thế cục khống chế lại lại nói. Giang giật phía trước ngàn trượng khoảng cách, một đám lục bào nữ tử đem một cái tuyệt mỹ thiếu nữ vây vào giữa, 50 người trong đôi mắt đều là vẻ mờ mịt, Thủy Thiên Nhu cũng đồng dạng lâm vào linh hồn nguyễn cảnh bên trong, toàn bộ người thân thể không nhúc nhích. Hưu, Giang giật thân thể như u hồ vào tới, ánh mắt không có tại Thủy Nguyệt Quan nữ tử nhìn một chút, một mực gắt gao khóa chặt Thủy Thiên Nhu. Trong tay hắn hắc lân kiếm như dao long hướng phía trước xoắn đi, ngăn tại phía trước 4 năm tên Thủy Nguyệt Quan thần du nữ tử, thân thể lập tức bạo liệt thành thịt nát. Chết, đệ nhất cường giả nữ nhi tại giang giật trong mắt cái rắm cũng không bằng, hắn đã sớm nói, ai muốn giết hắn, coi như thiên vương lão tử đều muốn có chết giác ngộ, giờ phút này có thể có cơ hội chém giết Thủy Thiên Nhu, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. hắc lân kiếm phá không mà đi, thẳng bức Thủy Thiên Nhu mặt, mắt thấy là phải đem nàng chém giết tại dưới kiếm, đại lục đệ nhất mỹ nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ông, đột nhiên, bầu trời phát sáng lên, tựa như màn đêm đen kịt bị một đạo thiểm điện xé rách, đem tinh thạch bình nguyên tất cả mọi người kinh hãi. Ngay sau đó một cỗ khí thức kinh khủng bao phủ tinh thạch bình nguyên bên trong tất cả mọi người, rất nhiều đang chém giết lẫn nhau võ giả đều ngừng lại, toàn bộ người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Ừ, Giang giật cùng chiến vô song tại thời khắc này thân thể cũng đột nhiên cứng đờ, nhất là Giang giật, nội tâm của hắn cảm nhận được một đạo nguy cơ chí mạng, liền giống bị một cái thái cổ hung thú tập trung vào, hắn cảm giác hắn thân thể còn dám động, một giây sau hắn đem thịt nát xương tan. Hừ, ma thiên lăng, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, kia cố kinh khủng uy áp ép tới hắn thân thể không động được, nhưng hắn có thể phóng thích ma thiên lăng a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay hắn hắc lân kiếm biến mất, một khối ngân sắc trưởng lăng mà đi, nhẹ nhõm đem thủy thiên nhu thân eo cuốn lấy, giang giật đột nhiên kéo một cái một cái tay đem nàng thân thể mềm mại kéo tới, trở tay ghim chặt cổ của nàng, một cái tay khác hỏa linh châu quang mang lấp lánh, tùy thời có thể dùng phóng thích hỏa linh thạch đem thủy thiên nhu đốt thành bột mịn. Ông, bầu trời càng ngày càng sáng, lúc đầu mờ tối bầu trời trở nên sáng như tuyết, một đạo to lớn hư ảnh đột ngột ở giữa không trung ngưng kết. Kia là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như ngọc, khí chất xuất trần như trích tiên, giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung càng cho người ta cảm giác tựa như cửu thiên chi thượng tiên nữ. Vô cùng quỷ dị chính là, Giang giật đám người bầu trời rõ ràng bị quỷ lâm che khuất, nhưng giờ phút này tất cả mọi người có thể thấy rõ bầu trời nữ tử kia hư ảnh. Cái hư ảnh này không giống ở giữa không chung ngưng kết, mà giống như là tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện, giang giật rõ ràng có thể nhìn thấy nữ tử kia ánh mắt xa xa khóa chặt chính mình. a à, ngay một khắc này, lúc đầu lâm vào linh hồn bên trong ảo cảnh thủy nguyệt quan nữ tử toàn bộ giật mình tỉnh lại, bất quá cũng chỉ có các nàng, trong rừng quỷ thiên huyền quốc võ giả vẫn như cũ hai mắt mê mang, ngây người nguyên địa. Bá bá bá, Thủy Nguyệt quan nữ tử nhìn thấy Giang giật ngay tại bên người, nhưng Thủy Thiên Nhu bị hắn bắt, toàn bộ biến sắc. Các nàng không dám tự tiện loạn động, chỉ là toàn bộ cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, quát khẽ tham kiến quán chủ, ta chờ chết tội. Thủy U Lan, một cái tên tại Giang giật cùng chiến vô song vân phỉ trong đầu hiển hiện, cứ việc ba người không cần ngẩng đầu đều có thể cảm nhận được giữa không chung nữ tử kia, nhưng ba người vẫn là ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, nội tâm đều chấn động không thôi thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên cường đại. Đây là ba người trong đầu ý nghĩ đầu tiên, Thủy U Lan nghe nói tại tinh vẫn đảo bế quan 10 năm, tinh vẫn đảo khoảng cách tinh thạch bình nguyên ít nhất có ngàn vạn dặm, mà lại bên trong vùng bình nguyên còn có cường đại cấm chế. Nàng vậy mà có thể nhẹ nhõm ở chỗ này ngưng tụ ra một cái bóng mờ còn có thể phóng xuất ra khủng bố như thế uy áp, thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng là thần sao, Giang giật âm thầm nghĩ tới, như thế cường đại năng lực căn bản là không có cách giải thích ngay tại hắn chấn động không thôi lúc, giữa không trung Thủy U Lan ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua Thủy Thiên Nhu, ánh mắt của nàng tựa như có loại thần kỳ ma lực, Thủy Thiên Nhu hai con người lập tức tỉnh táo lại. Nàng mở to mắt sau cảm nhận được một cái tay ghim chặt cổ của nàng, phía trước một viên hỏa linh châu phóng thích ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bất quá nàng rất nhanh tỉnh mộ lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đồng dạng có thể xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp nhìn thấy Thủy U Lan, nàng ủy khuất kêu to lên, mẫu thân, nhanh cứu ta, mau giúp ta giết hắn, thiên nhu mấy lần kém chút bị hắn giết. Nhà đầu, lần sau còn dám vọng trộm chạy đến sao hồi này biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên đi. Một đạo nhu nhu dễ nghe, cực kỳ có vận vị thanh âm vang lên, Thủy U Lan yêu chiều nhìn Thủy Thiên Nhu một chút, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía giang giật, mỉm cười, nhàn nhạt, nói ra, người trẻ tuổi, thả tiểu nữ, việc này ta tự không cho truy cứu. Chiến vô song cùng vân phỉ ánh mắt đồng thời quét về giang giật, trong đôi mắt xuất hiện một tia ảm đạm thủy u lan ra mặt xem ra cái này thủy thiên nhu là giết không được thủy nguyệt quan nữ tử trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm thủy u lan mở miệng thiên hạ ai dám tổn thương thủy thiên nhu ha 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 kia biết sang giật đột nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười dài trong tiếng cười đều là ngông cuồng bất tuân trị ý tựa hồ nghe đến trên thế giới nhất nghe tốt chê cười khóe miệng của hắn đều là đùa cợt ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung tựa hồ tại cùng thủy u lan đối mặt hắn cười đủ về sau mới hờ hững nói ra, thả nàng dựa vào cái gì bằng ngươi là thiên hạ đệ nhất cường giả sao có lẽ ngươi cái danh này tại người trong thiên hạ xem ra rất có lực uy hiếp, nhưng, tại ta giang giật xem ra, cái rắm cũng không bằng. chương 212, so với ai khác ác hơn. Lộc cộc, lộc cộc, nghe được giang giật, chiến vô song cùng vân phỉ con mắt chấp chấp, liếc nhau một cái hai người đồng thời làm một cái nuốt nước miếng động tác, đến nhẹ nhàng chính mình khuấy động nội tâm. Trên thực tế, giờ phút này thân thể hai người đều có chút phát run, bản năng sợ hãi. Thủy U Lan là ai thiên hạ đệ nhất cường giả, coi như thanh long hoàng triều hoàng đế, lục đại các nước chư hầu quốc chủ đều không thể không đặc biệt coi trọng một nữ tử. Đừng nói giang giật, coi như hắn lão tử giang biệt ly cũng không dám như thế cùng Thủy U Lan nói chuyện a. À. Thủy Thiên Nhu kỳ thật thực lực không mạnh, năng lực thực chiến càng là cặn bã, chiến đấu căn bản không biết động não, nhưng vì sao nàng tại Bắc Lương Quốc một đường khiêu chiến đến, không một lần bại vì sao cho nàng đã thương phế đi nhiều người như vậy, không có người tìm nàng phiền phức cái này nếu là những người khác đã sớm chết một vạn lần, còn không phải bởi vì mẫu thân nàng là Thủy U Lan. Vị này chính là có thể một trưởng vỗ toái đại thiện tự, cái kia sống mấy trăm tuổi lão hòa thượng cả sa mãnh nhân A. Làm càn, lớn mật, muốn chết, bốn phía Thủy Nguyệt quan nữ tử lập tức nổi giận hét lớn, dám như thế cùng Thủy U Lan nói chuyện, giang giật không chỉ có xem thường Thủy U Lan, còn vũ nhục toàn bộ Thủy Nguyệt quan, nếu không phải Thủy Thiên Nhu tại giang giật trong tay, đám người này sợ là muốn bạo tẩu. Ha ha, trên bầu trời Thủy U lan hư ảnh nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, nàng khóa chặt giang giật bình tĩnh mở miệng, người trẻ tuổi, người rất có dũng khí, bất quá người dạng này tính cách quá mức cương nghị, rất dễ dàng chết hiểu, cứng quá dễ gãy đây là hàng cổ không đổi đạo lý, lui một bước trời cao biển rộng, ta vừa rồi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Thủy U lan lời nói, vang vọng trong rừng, nhưng quỷ dị chính là, tinh thạch bình nguyên địa phương còn lại người căn bản nghe không được thanh âm của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng hư ảnh. Vô số người ngược lại là kinh nghi, Thủy U Lan ngưng tụ ra một cái bóng mờ, không cần phải nói là Thủy Thiên Nhu gặp phải nguy hiểm. Vấn đề Vân Hạc tập kết mấy ngàn đại quân, việc này đã sớm truyền ra, ai có thể tại mấy ngàn trong đại quân tổn thương Thủy Thiên Nhu. Ha ha, trong rừng quỷ giang giật lại cười, Thủy U Lan ngữ khí nhìn rất bình tĩnh, nhưng hắn từ bên trong nghe được sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị quá dễ gãy không phải tại mịt mờ nói cho hắn biết không biết tốt xấu, hắn sẽ chết hiểu. Trong lòng bàn tay hắn hỏa linh châu một mực sáng lên, chỉ cần Thủy U Lan có nửa điểm dị động, hắn tại trước khi chết tuyệt đối có thể lấy ra một viên hỏa linh thạch. Thủy U Lan rất cường đại, nhưng nàng chỉ là ngưng tụ một cái hư ảnh, giang giật tin tưởng nàng tuyệt đối cứu không được Thủy Thiên Nhu. Sở dĩ hắn dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, nước quán chủ, có thể hay không chết hiểu ta không biết, nhưng ta biết nếu là ta chết đi, thiên nhu tiểu thư tuyệt đối sẽ cùng ta chôn cùng, người nếu là không tin tưởng, cứ việc thử một chút. Ừ, Giang giật ngoan minh không thay đổi rốt cuộc chọc giận Thủy U Lan, nàng con ngươi lạnh xuống, một cỗ so vừa rồi càng thêm cường đại uy áp chút xuống, trong chốc lát quỷ lâm phương viên trăm dặm người đều cảm giác thiên băng địa liệt. Nhất là trong rừng Giang giật cùng chiến vô song bọn người, càng là cảm giác toàn thân xương cốt muốn bị đè gãy, tựa hồ một giây sau liền muốn chịu không được cái này uy áp, tươi sống bị nghiền ép mà chết. Thủy Thiên Nhu cũng bị uy áp ép tới thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng nàng giang giật càng là liền hô hấp đều đình chỉ, hai chân phát run, rõ ràng liền muốn chịu không được áp lực quỳ dạp xuống đất, sắc mặt hắn phi thường khó coi, nhưng hắn vẫn là chật vật nhúc nhích môi, quát khẽ một tiếng, một. Giang giác, hắn không hô còn tốt, một hô kiệu uy áp lớn hơn mấy phần, hắn xương cốt bắt đầu vang lên kèn kẹt, nội tạng lần nữa bị chấn động, màu đỏ tiên huyết chậm rãi theo khóe miệng của hắn chảy ra, nhỏ xuống tại thủy thiên nhu trắng noãn trên cổ. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn một mực như một cái thụ thương lang kiệt ngạo bất tuần, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thủy u lan, lần nữa quát lớn, hai. Hắn nhìn thấy thủy u lan sắc mặt không có nửa điểm biến ảo, khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, hỏa linh châu quang mang lấp lánh, hắn điên cuồng quát lớn, ba. Chết, tốt ra, à, người trẻ tuổi, người thắng. Ngay một khắc này, Thủy U Lan mở miệng, sắc mặt nàng cũng khôi phục bình tĩnh, kia cố kinh khủng uy áp biến mất không còn một mảnh. Thủy Thiên Nhu thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thanh bạch đan sen chi sắc. Ngay tại vừa rồi nàng ngửi thấy tử thần khí tức, nàng không hoài nghi chút nào Thủy U Lan không thỏa hiệp, giang giật cái tên điên này tuyệt đối sẽ cùng nàng đồng quy vô tận. Người trẻ tuổi, người muốn làm sao mới có thể buông tha Thiên Nhu nói ra điều kiện của ngươi? Thủy U Lan rất nhanh vang lên, trong giọng nói ẩn ẩn có xin tha thứ ý vị để chiến vô song cùng vân phỉ đầy mắt kinh ngạc thiên hạ đệ nhất cường giả vậy mà hướng giang giật cầu xin tha thứ cái này truyền ra ngoài toàn bộ thiên hạ đều sẽ một mảnh xôn sao a à. giang giật khóe miệng tiên huyết còn tại chảy ra chậm rãi nhỏ tại thủy thiên nhu trên cổ theo chảy xuôi xuống dưới cuối cùng theo nàng có chút hở ra hai ngọn núi trung ương chảy xuống nội tâm của hắn tại thời khắc này cũng như chút được gánh nặng mặc dù đã sớm liệu định thủy u lan cái này hư ảnh cứu không được thủy thiên nhu nàng cuối cùng tuyệt đối sẽ thỏa hiệp nhưng vừa rồi giống như Thủy U lan chế một giây vang lên, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, sự tình đem cũng không còn cách nào vãn hồi, Thủy Thiên Nhu chết một lần, hắn cũng sẽ bị trong cơn giận giữ Thủy U lan chém giết. Hắn dùng mạng của mình đi cược một ván, cuối cùng hắn thắng. Đã theo đối phương tỏa hiệp, vậy thì dễ làm rồi, đàm phán thường thường so tựu là ai vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn so Thủy U lan hung ác, như vậy điều kiện liền tùy tiện hắn mở ra. Hắn con người nhất chuyển, trầm ngâm thật lâu, mở miệng nói đệ nhất sau ngày hôm nay ngoại trừ thủy thiên nhu các ngươi thủy nguyệt quan bất luận kẻ nào không phải động thủ với ta thủy thiên nhu có bản lĩnh có thể giết ta ta giang giật không lời nào để nói thủy u lan gật đầu nói cái này rất công bằng coi như ngươi không nói ta cũng không sẽ phái người truy sát ngươi ta thủy u lan còn không đến mức như thế không có khí lượng giang giật dừng một chút lại nói ra ta cùng thủy thiên nhu ân oán sai không ở ta là con gái của ngươi vô duyên vô cớ tìm tới ta muốn giết ta, sở dĩ các người nhất định phải cho ta đền bù. Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, đối với mình nữ nhi tính khí nàng hiểu rõ nhất, nàng cũng biết Giang Giật nói là tình hình thực tế. bất quá giờ phút này nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là gật đầu nói người muốn cái gì chỉ cần không quá phận đều tốt nói. Chiến vô song cùng Vân Phỉ nghe xong hai con người sáng lên. Thiên Hạ đệ nhất cường giả bảo vật quá thêm Giang Giật coi như muốn mấy món thánh khí nàng khẳng định cũng có thể cầm được ra. a à. chỉ là Giang giật sau một khắc lời nói để cho hai người lòng nhiệt huyết thoáng cái trầm xuống, Giang giật lắc đầu nói, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần cái này mấy chục người tại quốc chiến lúc hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh là được, ta muốn bắt lại lần này quốc chiến điểm tích lũy đệ nhất. Tốt, Thủy U Lan đôi mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức, nàng hướng Giang giật bên cạnh hơn 40 tên Thủy Nguyệt quan nữ tử nhìn lướt qua, hạ lệnh, hôm nay bắt đầu, các ngươi liền nghe theo mệnh lệnh của hắn, trợ giúp hắn cầm xuống quốc chiến đệ nhất. Các loại chờ quốc chiến kết thúc về sau, lập tức đem tiểu thư cho mang về. Giao phó xong về sau, Thủy U Lan lần nữa nhìn qua Giang giật một chút, kia hư ảnh chậm rãi biến mất ở giữa không chung, cuối cùng lưu lại một câu chỉ có Giang giật mới có thể nghe được lời nói. Người gọi Giang giật đúng không người cái này tính tình quả nhiên cùng phiêu phiêu tiểu thư không có sai biệt, có thời gian đến tinh vẫn đảo ngồi một chút, phiêu phiêu tiểu thư năm đó lưu lại một chút đồ vật tại Thủy Nguyệt Quan, ta nghĩ ngươi sẽ rất có hứng thú nhìn xem. chương 213, dâng ra hồn ấn, phiêu phiêu tiểu thư, Nghe được cái tên này, Giang giật thân thể run lên, trong đầu đều là kinh ngạc cùng kinh nghi. Phiêu phiêu tiểu thư tự nhiên là y phiêu phiêu, mẹ ruột của hắn. Thủy U Lan làm sao lại biết hắn mẫu thân mà lại tựa hồ còn rất quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là Thủy U Lan còn dùng tới tôn xưng thử hỏi một cái trí cường giả, hội xưng hô một cái bình thường nữ tử là tiểu thư sao còn có gia cắt thanh vân, đồng dạng là đại lục một trong mười đại cường giả, đối với hắn mẫu thân cũng rất là tôn kính, cái này không thể không khiến Giang giật chấn kinh ngạc. Căn cứ tiền vạn quán cho tư liệu, y phiêu phiêu tại mười mấy năm trước ra đại lục, đi theo Giang Biệt Ly đi Giang Y Thành, tại trong vương phủ ở hai năm, người mang lục giáp đi xa thiên nhai, tại sinh hạ Giang giật sau ba năm buồn bực sầu não mà chết. Theo trên tư liệu suy tính, y phiêu phiêu ra đại lục thời gian chỉ có năm sáu năm, thời điểm chết tuổi tác còn chỉ có hơn hai mươi tuổi. Khi đó ra các thanh vân ít nhất có năm sáu mươi tuổi A đã sớm là đại lục thành danh cường giả. Thủy U Lan sự tích Giang giật không rõ ràng lắm, tuổi tác cũng nhìn không ra, nhưng có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả, 20 năm trước thực lực của nàng tuyệt đối cũng rất cường đại. Hai cái trí cường giả đều đối y phiêu phiêu như thế tôn kính, y phiêu phiêu khẳng định không phải người bình thường, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì Giang Biệt Ly hai người mới có thể coi trọng như thế y phiêu phiêu, dù sao hai người cùng Giang giật mở miệng đều căn bản không có nâng Giang Biệt Ly. Mẫu thân của ta rốt cuộc là ai? Giang giật nghi ngờ thì thào một tiếng, muốn hiểu rõ tinh tường, sợ là chỉ có tìm tới Giang Vân Hải. Nghĩ đến Giang Vân Hải Giang giật đôi mắt vừa tối nhạt đi, đã lâu như vậy còn không có tin tức của hắn, sợ là hắn đã chết tại tội ác trong rừng rậm đi. Hừ hừ, ngay tại Giang giật trầm ngâm thời điểm, bị hắn ghim chặt Thủy Thiên Nhu bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói, Giang giật, mẫu thân của ta đều đáp ứng người điều kiện, người còn không thả bản tiểu thư. Âm, um, Giang giật lấy lại tinh thần, đưa tay hung hăng tại Thủy Thiên Nhu cái ót gõ một cái, Thủy Thiên Nhu trực tiếp mất đi. Giang giật đem nàng ném cho một vị thủy nguyệt quan nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, làm chút thuốc để nàng ngủ say một đoạn thời gian, quốc chiến kết thúc trước ta không muốn nghe đến thanh âm của nàng, nếu không nàng nói một câu ta đánh nàng một lần. Ây, Thủy Nguyệt quan nữ tử toàn bộ trên mặt lộ ra tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng im lặng, Thủy U Lan thế nhưng là ra lệnh, tại quốc chiến bên trong hết thảy nghe giang giật. Một nữ tử lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cho Thủy Thiên Nhu phục xuống dưới, nếu không vị đại tiểu thư này nháo đằng, sợ là lại muốn thụ nhiều tội. Còn có một người nhanh chóng đem Thủy Thiên Nhu diệt thế ngân quyền nhặt lên, một bên thận trọng xem xét giang giật một chút, tựa hồ sợ hắn tranh đoạt cái này thánh khí. Lo lắng của nàng rõ ràng là dư thừa, giang giật nhìn cũng không nhìn nàng một chút, quay đầu cùng chiến vô song nói ra, vô song. Động thủ đi, chiến vô song nhẹ gật đầu, sát khí trên người bão táp mà ra, trong rừng quỷ thế nhưng là còn có mấy ngàn người, hai người chuẩn bị toàn bộ đều làm thịt. Hai người đối đãi địch nhân đều là tâm ngoan thủ là chủ, coi như đám người này toàn bộ điên rồi, hai người cũng không hiểu ý từ nương tay. Chờ chút, Vân Phỉ đột nhiên mở miệng nói, giang giật, có thể hay không không giết hỏa thủ cổ đặc bọn hắn ta giữ lại hữu dụng, đám người này đều là thiên huyền quốc siêu cấp thế gia công tử, có bọn hắn ủng hộ, đệ đệ ta trở thành thái tử hy vọng hội lớn hơn. Không giết, giang giật trần chờ, giết hay không ngược lại là vấn đề không lớn, dù sao sở hữu huy chương đều là hắn. Chỉ là Vân Phỉ phải dùng những người này, hắn nhất định phải trước cứu sống những người này, vấn đề là cứu sống. Bọn hắn hội trăm phần trăm thần phục Vân Phỉ. Vân Phỉ nhìn ra Giang giật nghi hoặc, cười nhạt một tiếng giải thích, Giang giật ngươi không cần lo lắng, bọn hắn nếu muốn mạng sống, nhất định phải đem hồn ấn dâng ra đến. Những chuyện này ta có thể xử lý. Giang giật nhẹ gật đầu, hỏi rõ ràng Vân Phỉ chỉ cần minh huy cổ đặc hỏa thụ cùng còn sống thần du cường giả về sau, hắn cũng lười động thủ, vung tay lên cùng thủy nguyệt quan dưới người ra lệnh, ngoại trừ thần du cường giả, những người còn lại toàn bộ chém giết. Đem sở hữu huy chương đều thu thập cho ta." Hưu, thủy nguyệt quan người không dám ngỗ nghịch sang giật mệnh lệnh, lập tức hơn 40 người phân ra hơn phân nửa hướng trong rừng quỷ phóng đi, bắt đầu đổ sát. Trong rừng quỷ người còn yên lặng tại linh hồn nguyễn cảnh bên trong, bộ phận thực lực thấp phó giả đã trải qua rồi nổi điên, trong rừng lao nhanh kêu to. Coi như không giết bọn hắn cuối cùng cũng sẽ chết đi, sở dĩ thủy nguyệt quan nữ tử ra tay ngược lại là không có nương tay. Nửa canh giờ, số thiên tử phủ cảnh võ giả toàn bộ đầu người rơi xuống đất, rừng rậm này triệt để biến thành quỷ lâm, còn lại hơn 20 tên thần du cường giả cũng đều bị mang theo tới. Bắt đầu đi, Giang giật nhìn vân phỉ một chút, hỏa linh châu phát sáng lên, trước kia còn lại một tia địa hỏa xuất hiện, tại hỏa linh châu bắt đầu hộ thể, địa hỏa lập tức bị hỏa linh châu hấp thu. Cũng may mắn còn có một tia địa hỏa, nếu không Giang giật chỉ có thể dùng nhịn đau tiêu hao hỏa linh thạch. Giang giật khống chế đoàn kia năng lượng, chậm rãi hướng một vị tóc quan xoắn mang theo vòng tai hoa bào công tử đầu vỗ tới, chờ người này sau khi tỉnh lại, Giang giật một cái chân đột nhiên hướng trên bả vai hắn đè xuống, một cái tay khác khắc lần kiếm xuất hiện gác ở trên cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hai lựa chọn, đệ nhất dâng ra hồn ấn cho các người công chúa, đệ nhị chết. Cổ đặc ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy bốn phía đều là thi thể, còn chứng kiến Minh Huy hỏa thụ bọn người toàn bộ bị Thủy Nguyệt quan người bắt lấy, mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng hắn biết rõ thật chỉ có hai con đường này có thể chọn cổ đặc không hổ là siêu cấp thế gia công tử rất nhanh nhìn qua vân phỉ mở miệng nói công chúa điện hạ ta có thể dâng ra hồn ấn nhưng vân hiền điện hạ thượng vị về sau người nhất định phải đem hồn ấn trả lại cho ta nếu không ta tình nguyện chết vân phỉ khẽ vuốt cằm có thể cổ đặc đắng chát cười một tiếng nhắm mắt lại rất nhanh thiên linh huyệt bên trên kim quang lấp lánh toát ra một vệt kim quang cuối cùng ngưng tụ ra một cái kim sắc tiểu ấn đây là sự thực hồn ấn lần trước cái kia thần du cường giả nói thật hồn ấn là kim sắc giang giật âm thầm gật đầu đương nhiên cũng chỉ có hắn không hiểu phân phỉ bọn người một chút liền có thể phân rõ thật giả thiên huyền quốc phần lớn võ giả đều sẽ hồn ấn bí thuật phân phỉ đưa tay bắt lấy trong lòng bàn tay sáng lên kia hồn ấn rất nhanh liền biến mất kế tiếp giang giật thu hồi chân to cùng hắc lân kiếm hướng hỏa thụ đi đến đồng dạng khống chế lòng bàn tay năng lượng đem người này làm tỉnh lại nhìn thấy hắn bản năng muốn động thủ hắn như thiểm điện dùng hắc lân kiếm thân kiếm co lại đem hỏa thụ đầu đập xuống đất, lại dùng hắc lân kiếm áp ra hắn, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói cổ đặc vừa rồi dâng ra hồn ấn cho vân phỉ, người biết làm sao làm a? À. Hỏa thụ nhìn lướt qua cổ đặc nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy ảm đạm, cũng rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, hắn ngược lại là dứt khoát một câu không nói nhắm mắt lại ngưng kết ra hồn ấn, đưa cho vân phỉ nói nguyện vì công chúa điện hạ hiệu lực. Cái thứ ba, Minh Huy. Giang giật đi đến một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn cao lớn nam tử trước người, vận chuyển trong lòng bàn tay năng lượng làm tỉnh lại về sau, người này đôi mắt chuyển động thoáng cái, nhìn cổ đặc hỏa thụ một chút, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, nhắm mắt lại mở miệng nói, muốn ta dâng ra hồn ấn nằm mơ. Giết ta đi, vậy liền tiến hắn lên đường, vân phỉ đôi mắt lạnh lẽo, mở miệng yếu ớt nói. Giang giật cũng không nguyện ý nói nhảm, hắc lần kiếm lóe lên liền muốn chém giết Minh Huy, vào thời khắc ấy Minh Huy đột nhiên mở mắt ra, cắn răng quát, chờ chút. Giang giật trường kiếm không có nửa khắc dừng lại, theo Minh Huy trên cổ lướt qua, một viên người tốt đầu bay lên. Hắn rút về trường kiếm, đùa cợt nhìn qua Minh Huy cặp kia chết không nhắm mắt con người nói, cho người cơ hội không muốn, ta hận người nhất loại này giả ngạnh hắn sợ hàng. Sau đó sự tình càng đơn giản hơn, còn lại thần du cường giả thanh tỉnh về sau, nhìn thấy cổ đặc hỏa thụ thần phục, Minh Huy thi thể còn một phân thành hai, không ai còn dám nói nhảm, từng cái hướng vân phỉ dâng ra hồn ấn. chương 214, tự chui đầu vào lưới. Giang đại nhân, đây là tất cả huy chương, hết thảy 6,326 mai. Nơi xa thu thập huy chương mấy tên thủy nguyệt quan nữ tử trở về, sách theo dòng dã mấy cái túi huy chương, giang giật cũng không khách khí thu sạch nhập hỏa linh châu bên trong. Tính một cái trên người hắn huy chương đã đạt tới 7, 8 ngàn mai, cái này điểm tích lũy tại quốc chiến nội ứng nên được cho đỉnh tiêm. Đi, phân phỉ người hỗ trợ dò xét thoáng cái hạ điền cùng trưởng tôn vô kỵ hành tung, chỉ cần đem bọn hắn đám người kia chém, tại chém giết một số người, lần này quốc chiến chúng ta tựu vững vàng đệ nhất. Giang giật phung tay lên, mọi người nhanh chóng hướng quỷ lâm đi ra ngoài, có vân phỉ khống chế đại thụ di động, cái này quỷ lâm tự nhiên không thể khốn người, chỉ là thời gian một nén nhang mọi người tựu đi ra quỷ lâm bên ngoài. Đi ra bên ngoài về sau, Giang giật để mọi người rời đi trước, hắn theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một bình rượu ngon, chậm rãi đổ vào rừng bên ngoài, lại lấy ra linh thú phủ trên mặt đất đào một cái hố chôn vào, lúc này mới nhìn qua u sâm sâm rừng bắt đầu trầm mặc đi thôi xa xa chiến vô song đi tới vỗ vỗ giang giật bả vai nói linh thú chiến tử là chuyện thường xảy ra bất quá cái này ngân nguyệt yêu lang quá hiếm thấy thật sự có ta đáng tiếc ai giang giật nặng nề thở dài đi theo đại bộ đội hướng nơi xa chạy như điên cái này yêu lang tại chiến vô song trong mắt là một cái linh thú mà thôi tại giang giật nhưng trong lòng thì một đồng bọn bồi bạn hắn mấy tháng cứu được hắn mấy lần đồng bạn thủy u lan đưa lên một cái hư ảnh tại tinh thạch bình nguyên bên trong đưa tới cực lớn oanh động Bất quá không ai nghe được Thủy U Lan nói lời, sở dĩ cứ việc rất nhiều người kinh nghi bất định, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Trường Tôn Vô kỳ cùng Hạ Điền cũng rất là hưng phấn, Thủy U Lan có thể xuất hiện, điều này nói rõ Thủy Thiên Nhu gặp phải nguy hiểm. Hai người thế nhưng là rất rõ ràng Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc cùng một chỗ đi vây giết Giang Giật, mặc kệ tình huống như thế nào, Giang Giật là tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hạ Đệ nhất nhân coi như đưa lên một cái hư ảnh tới, cũng không phải Giang Giật có thể chống đỡ. Trường tôn vô kỳ các loại chờ thủy u lan hư ảnh biến mất về sau, trước tiên để cho người ta khống chế linh thứ hướng quỷ lâm bên này dò xét mà đến, không xác định giang giật triệt để tử vong, nội tâm của hắn luôn luôn bất an. Báo, một ngày sau đó, linh thứ bay trở về, truyền tới một đề trưởng tôn vô kỳ kinh nghi vô cùng tin tức, thiếu tộc trưởng phát hiện giang giật, linh thứ truyền về tin tức. Giang giật bị thủy nguyệt quan người trói lại, đi theo còn có thiên huyền quốc võ giả, bất quá nhân số chỉ có mấy chục người, mà lại không nhìn thấy vân hạc. Tình huống như thế nào? Trường tôn vô kỳ cùng hạ điền liếc nhau, hai người đều mê mang. Linh thứ phi thường có linh tính, nhưng dù sao không phải người, rất nhiều tình huống căn bản phán đoán không ra. Còn có vân hạc mấy ngàn đại quân đi đâu rồi làm sao biến thành mấy chục người. Lại dò xét, nghĩ đến một trận hai người vẫn là nghĩ mãi mà không ra, cũng không dám loạn động, chỉ là để linh thứ tiếp tục dò xét. Nửa ngày sau linh thứ lại bay trở về, dò xét tình huống cùng vừa rồi giống nhau như đúc, chỉ có mấy chục người, Giang giật hết sức rõ ràng bị người dùng dây thường trói buộc chặt, Thủy Thiên Nhu cũng bị Thủy Nguyệt Quan một người ôm ngủ say, cùng một chỗ trói buộc nghe nói còn có hai người, nhưng Linh Thú chưa thấy qua, tự nhiên không thể xác định thân phận của hai người. Phô Kỵ, nếu không đi qua nhìn một chút, Hạ Điền có chút tâm động, lúc trước bị Vân Hạc đoạt tiên cơ, hắn một mực rất buồn bực, giờ phút này có cơ hội tự nhiên không muốn từ bỏ. Không vội, trường tôn vô kỵ trầm ngâm một phen, hạ lệnh để linh thiếu đem giang giật phụ cận phạm vi ngàn dặm dò xét thoáng cái, nhìn xem vân hạc đại quân phải trang tại phụ cận ẩn núp. Hạ Điền nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút luôn luôn không sai, vạn nhất bị vân hạc bày một đạo, bọn hắn chút người này thế nhưng là hội toàn quân bị diệt. Bất quá hai người ngược lại là không có chút nào hoài nghi giang giật, dù sao Thủy U Lan ra mặt, tại trong lòng hai người giang giật có thể không chết, kia đã tính toán kỳ tích. Rất nhanh tin tức lần nữa truyền trở về, phụ cận cũng không có đại quân, chỉ có phía nam ngoài mấy chục giảm, có một cái mấy chục người đoàn nhỏ đội đi, linh thứ dò xét năng lực, trưởng tôn vô kỵ không hoài nghi chút nào, Thủy Nguyệt quan một đám người giờ khác này ở một cái hoang dã bên trong hành tẩu, phụ cận mặc dù có rất nhiều rừng cây nhỏ, nhưng tuyệt đối giấu không được mấy ngàn đại quân. Trưởng tôn vô kỵ lập tức hạ lệnh hướng giang giật bên kia tới gần, hắn cùng hạ điền mang theo hơn 100 người, trong đó thần du cường giả đạt tới 60, 70 người, coi như cùng Thủy Nguyệt quan người khai chiến cũng không sợ, mà lại bọn hắn cũng có băng long tùy thời có thể trốn. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải đi qua khai chiến, trưởng tôn vô kỵ là đi tìm cơ hội xử lý giang giật, hạ điền thì tìm cơ hội truy cầu Thủy Thiên Nhu. Hai ngày sau, một cái trong hoang dã, gần trăm người ngay tại nhanh chóng hành tẩu, giang giật phân phỉ cùng chiến vô song đều bị trói, phân phỉ trên thân hiện ra hoàng quang, một mực tải thông qua phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối cảm ứng tình huống chung quanh. Vào thời khắc này nàng đột nhiên mở to mắt cười nói, trưởng tôn vô kỵ mắc câu rồi, đang theo bên này chạy tới, đoán chừng nửa ngày xong cùng chúng ta tao ngộ tốt, Giang giật vặn vẹo thoáng cái thân thể, bị trói lấy diễn khổ nhục kế mấy ngày chính là vì dẫn dụ hắn mắc lừa. Hắn biết rõ Thủy U Lan xuất hiện, trưởng tôn vô kỵ khẳng định lại phái linh thú đến dò xét, quả nhiên bọn hắn còn không có bôn tẩu quá xa bầu trời liền thấy một điểm đen, hắn tự nhiên tương kế tự kế, để trưởng tôn vô kỵ bọn người tự chui đầu vào lưới. Thủy Nguyệt quan hơn 40 người, cổ đặc bọn hắn hơn 20 người, tăng thêm chiến vô song cùng vân phỉ 7-80 tên thủ hạ, đối chiến trưởng tôn vô kỵ đám người hơn 100 người tự nhiên không là vấn đề. Thủy Nguyệt quan đám kia bà nương thế nhưng là chợt rất, có như thế thêm miễn phí tay chân không cần, giang giật liền là ngu ngốc rồi. Vân phỉ, người tiếp tục dò xét, chế chút để người cùng vô song người nhanh chóng tới, chúng ta tới một trận tiền hậu giáp kích. Giang giật dặn dò một tiếng, tựa ở một viên cây nhỏ bên trên nghỉ ngơi, chiến vô song cùng còn lại thần du cường giả cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chậm đợi trưởng tôn vô kỵ bọn người xuất hiện. Ngao, Tiểu nửa ngày về sau, phía đông bầu trời truyền đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm, rất nhanh một đầu to lớn băng long gào thét mà tới. Giang giật cùng chiến vô song vân phỉ vội vàng giả bộ như ngất đi, cổ đặc cùng thủy nguyệt quan người dẫn đầu thủy trung hoa thì thật sớm dựa theo giang giật chỉ thị đứng lên, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Hưu, thủy nguyệt quan cùng cổ đặc hỏa thụ người cũng nhanh chóng tản ra, toàn bộ nhân thủ bên trên nguyên lực lấp lánh, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến dáng vẻ. Vù vù, phía đông rất nhanh một đám người nhanh chóng chạy nhanh đến trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền sừng sướng tại băng long phía trên thật xa tự quát khẽ nói thiên nhu tiểu thư là chúng ta đừng động thủ thủy thiên nhu một mực trong ngủ mê tự nhiên không có khả năng đáp lời thủy trung hoa hướng phía trước đi ra mấy bước quát lạnh các ngươi là người phương nào lập tức lui tán nếu không đừng trách chúng ta không khách khí trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền xa xa nhìn thoáng qua ngất đi vết máu lốm đốm giang giật ba người khóe miệng lộ ra ý cười, trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất. Trường tôn vô kỵ hướng hạ điền nhìn thoáng qua, cái sau lập tức hướng phía trước đi một bước chắp tay nói, tại hạ thần võ quốc tam vương tử hạ điền, cùng thiên nhu tiểu thư là bằng hiếu, các ngươi. Đây là thế nào thiên nhu thụ thương ai tổn thương? a à, nguyên lai là tam điện hạ a tiểu thư cùng ta đã nói về ngày đấy. Thủy Trung Hoa sắc mặt hòa hoãn lại, khoát tay để Thủy Nguyệt quan người lui lại, lúc này mới nói ra tiểu thư bị thương đã ngủ mê man rồi, Chuyện cụ thể đi qua cũng không cùng các ngươi nói. Các ngươi trước tiên lui đi thôi, chờ tiểu thư tỉnh, ta hội hướng nàng bẩm báo." Hạ Điền cùng Trưởng Tôn vô kỵ liếc nhau, hai người ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, cơ hội tốt như vậy hai người làm sao lại từ bỏ? Trưởng Tôn vô kỵ nháy mắt ra dấu, Hạ Điền lập tức cười dài nói, "Không sao, chúng ta sẽ chờ ở đây Thiên Nhu tỉnh lại tốt, ân." "Đúng." Thế nhưng là cái này ba cái ác tặc là ai thế, nhưng là các nàng đã Thương Thiên Nhu tiểu thư vì sao không đem ba người này giết các ngươi nếu là có ta cố kỵ, bản điện hạ thay các ngươi làm thay tốt. Hư hư, dám Đả Thương Thiên Nhu tiểu thư, liền xem như thần cũng phải chết. Chương 215, các ngươi đây là làm gì? Giang giật ba người bị trói, trên thân đều là tiên huyết, tóc tai bù xù nhìn rất là chật vật cùng thê thảm, nhưng chiến vô song màu đồng cổ làn da quá dễ nhận biết, hạ điền không có khả năng không nhận ra được hắn giờ phút này làm bộ một cái cũng không biết mở miệng liền muốn chém giết giang giật bọn người thay thủy thiên nhu báo thù rõ ràng là tại mở mắt nói lời bịa đặt a à, thủy trung hoa đôi mắt sáng lên giang giật bàn giao nàng muốn đem đám người này không để phòng chút nào lừa qua đến giờ phút này bọn hắn như thế chủ động nàng tự nhiên cầu còn không được lập tức gật đầu nói chính là mấy cái này nghịch tặc đả thương tiểu thư giống như không phải quán chủ sợ là tiểu thư đều đã chết này mấy người thân phận không hề tầm thường tiểu thư không có hạ lệnh chúng ta không dám động thủ, các người xác định không sợ người ở sau lưng hắn trả thù. Ha ha ha, hạ điền cùng trưởng tôn vô kỵ đều nở nụ cười, hạ điền vung tay lên quát khẽ, người tới, cho ta đem ba người này cầm xuống ngay tại chỗ giết chết, cái này thiên hạ còn không có ta hạ điền không dám giết người. Hạ điền người còn không có động, trưởng tôn vô kỵ trên mặt vui mừng lóe lên, vung tay lên hai mươi tên thần du cường giả, nhanh chóng hướng giang giật phương hướng phóng đi. Thủy Trung Hoa cũng vung tay lên, thủy nguyệt quan người tự động hướng hai bên tản ra, để trường tôn vô kỵ người nhanh chóng hướng về đi qua. Ông, ngay tại cái này 20 người tới gần 10 trượng khoảng cách lúc, Giang giật khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng lạnh ý, nhẹ giọng cùng bắt hắn lại cổ đặc bàn giao nói, động thủ. Suy suy, Giang giật ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người thần du cường giả toàn bộ nguyên lực điên cuồng vận chuyển, hơn 70 đạo nguyên lực công kích ngưng tụ mà thành trong nháy mắt phá không mà đi đem phía trước hai mươi người bao phủ đi vào. Ừ, a à, mau lui lại, Thiếu tộc trưởng, đột nhiên xảy ra dị biến, để trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền sắc mặt đại biến, cũng làm cho kia 20 người sắc mặt biến đến không có chút nào huyết sắc. Khoảng cách song phương chỉ có 10 trưởng, tăng thêm trưởng tôn vô kỳ người không có chút nào phòng bị, bên kia người lại đã sớm âm thầm ngưng tụ nguyên lực, vẫn là hơn 70 cái đánh 20 cái, kết cục có thể nghĩ. Phanh phanh, suy suy, mấy chục đạo nguyên lực chỉ là trong chớp mắt tựu đánh chúng vào cái này 20 người, phần lớn người thân thể lập tức bị oanh thành thiệt nát còn lại mấy thân thể cũng máu thịt be bét, coi như không chết khẳng định cũng bị trọng thương có lẽ tàn phế. cái này các ngươi đây là làm gì? vì sao công kích chúng ta người? hạ điền con ngươi lấp lóe nhìn hầm hầm thủy trung hoa quát khẽ. trưởng tôn vô kỳ con ngươi lạnh lẽo khống chế băng long hướng không trung bay lên, đồng thời hét lớn rút lui. toàn bộ rút lui, đã muộn, công kích, giang giật quát khẽ một tiếng, cổ đặc bọn người lập tức bắn ra. thủy nguyệt quan lưu lại một người chiếu khán thủy thiên nhu, toàn bộ đều nổ bắn ra mà ra. Giang giật chiến vô song cùng vân phỉ vẫn như cũ giả bộ hôn mê, chiến vô song thân phận không thể không tị húy một chút, dù sao hạ điền mang người thế nhưng là vương thất người. Giang giật cũng không dám làm công khai, chấn hồn thảo thế nhưng là tại thần võ quốc vương thất trong tay, bọn hắn người ba cái giờ phút này giả bộ như hôn mê, coi như trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền đoán được là ba người giờ cho quỷ, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Thủy Nguyệt đại trận, Thủy Nguyệt quan bên này người một bên bôn tẩu, một bên tự động tẩu vị rất nhanh trên người các nàng lục bào đều phát sáng lên, từng đầu lục sắc tia sáng đem các nàng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái lục mang tinh đại trận. Tốc độ của các nàng thoáng cái bạo tăng, bốn người bốn người nhanh chóng ngoại phóng nguyên lực, hướng phía trước chạy trốn đám người đập tới. Phong chi thúc phược, cổ đặc quyền trượng thỉnh thoảng phát sáng lên, từng đợt thanh phong thổi đi, phàm là bị hắn thanh phong cuốn lấy võ giả, động tác thoáng cái trở nên chậm chạp, cuối cùng nhẹ nhõm bị phá không mà đến nguyên lực công kích rào sát thành mảnh vỡ. Đại địa gào thét, hỏa thụ cũng bắt đầu phóng thích phu thuật, mặt đất một trận rung động, ảnh hưởng phía trước chạy trốn võ giả tốc độ. Giết, phía đông đột nhiên vào tới một đám võ giả, số lượng không nhiều con có bảy tám chục cái, thần du võ giả chỉ có tám, chín người. Cái này tám mươi, chín mươi người toàn bộ người mặc áo đen, trên mặt che vải đen, trong đôi mắt đằng đằng sát khí, xông lên tới không nói hai lời kia tám, chín người liền là một trận nguyên lực ngoại phóng, có một nữ tử trong tay còn ra hiện một cái hồ lô, hồ lô bên trên quang mang lóe lên, vô số lục sắc tiểu xà từ bên trong toát ra hóa thành thiểm điện từ dưới đất hướng trưởng tôn vô kỵ cùng hạ điền người phóng đi a à, trưởng tôn ra người cùng vương thất người triệt để tuyệt vọng so với người số không sánh bằng nhân ra sau so chiến lược càng là bại hoàn toàn thủy nguyệt quan người vận dụng thủy nguyệt đại trận lực công kích toàn bộ đạt được tăng phúc hơn nữa còn có thiên huyền quốc võ giả vô thuật phối hợp đừng nói bọn hắn chút người này coi như một trăm cái thần du cường giả đối đầu đều quá sức vô kỵ làm sao bây giờ nhìn thấy người phía dưới bị chặt như dưa hấu từng mảnh từng mảnh chết đi sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm nhưng hắn cùng trưởng tôn vô kỵ trúc thực lực ấy coi như xuống dưới cũng chỉ có thể chịu chết có thể làm sao trưởng tôn vô kỵ oán độc hướng phía dưới giang giật cùng thủy thiên nhu nhìn thoáng qua vừa rồi nhất thời váng đầu giờ phút này hắn rất nhanh tỉnh mộ lại hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng việc này giang giật khẳng định nhúng vào nếu không thủy thiên nhu người không có khả năng như thế dứt khoát quả quyết động thủ phía dưới người liền muốn triệt để chết hết, hạ điền rõ ràng còn không hết hy vọng, hung tận nhìn chằm chằm phía dưới giang giật, mở miệng nói, nếu không khống chế băng long xuống dưới, chúng ta dùng diệt thần nỏ đem giang giật cưỡng ép chém giết. Ha ha, trường tôn vô kỵ đùa cợt cười một tiếng, hướng phía dưới trường tôn gia tộc người nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng thống khổ, cắn răng khống chế băng long hướng nơi xa bay đi. Hạ điền là đầu heo, hắn cũng không ngu xuẩn, hắn biết rõ nếu là dám đi xuống, giang giật tuyệt đối sẽ không lại chứa chết rồi có cơ hội diệt khẩu lời nói chiến vô song đều sẽ cưỡng ép xuất thủ ai giang giật hít mắt nhìn thấy băng long bay đi mở mắt chiến vô song cũng khe khẽ thở dài trưởng tôn vô kỳ quá thông minh ba người vốn đang chờ đợi bọn hắn xuống tới công kích tốt thừa cơ chém giết hai người giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn trốn chiến đấu rất nhanh kết thúc kết cục để giang giật rất hài lòng bên này chỉ là đả thương mấy người không chết một người trưởng tôn vô kỳ cùng hạ điền người toàn quân bị diệt, đáng tiếc hai cái chủ tử chạy. Công chúa điện hạ, giang công tử, chiến công tử, đám người kia trên thân không có một viên huy chương. Quét dọn chiến trường về sau, cổ đặc thù hạ mang đến một cái phi thường tin tức xấu, giang giật có chút buồn bực hướng trưởng tôn vô kỳ thoát đi phương hướng nhìn thoáng qua. Hạ điền trên thân khẳng định có cổ thần nguyên giới, trên người bọn họ huy chương nhất định là cất giữ trong hạ điền trên người. Bất quá trưởng tôn ra cùng vương thất người ngược lại là giàu có, tại trong nhóm người này đạt được hai thanh linh khí, còn có chút hít diệt thần nỏ. Tại cổ đặc xin chỉ thị lúc, Giang giật phung tay lên cùng chiến vô song vân phỉ nói ra, những vật này các ngươi hai nhà điểm đi, ta có linh khí, diệt thần nỏ cũng có người đi, cũng không muốn rồi. Chiến vô song cũng hai tay một đám nói, vân phỉ, chia cho ngươi người đi, vương thất đồ vật, chúng ta không thể nhận. Vân phỉ cũng không khách khí, lập tức đem bảo vật phân cho thủ hạ. Đương nhiên cổ đặc hỏa thụ người tự nhiên không có phân, Thủy Nguyệt Quan người cũng không đỏ mắt, Giang Giật không có cướp đoạt Thủy Thiên Nhu bảo vật, các nàng đã cảm ơn trời đất. Đi, Giang Giật phung tay lên trầm hống, Vân Phỉ tiếp tục dò xét, chỉ cần vượt qua 50 người quân đoàn, lập tức vây giết. Cướp được bảo vật đều thuộc về các ngươi, ta chỉ cần huy chương. Chương 216 Quốc chiến đệ nhất, sau đó mấy ngày, Giang Giật bọn người tao ngộ rất nhiều quân đoàn, nhưng bọn hắn bên này không một lần bại. Vân Phỉ là một linh chi thể, có thể thông qua bốn phía hoa cỏ cây cối cảm ứng phương viên chăm dặm tình huống, có cái này biến thái năng lực, bọn hắn bản thân tựu đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng tổng hợp tuyệt đối có thể khinh thường tinh thạch bình nguyên bên trong đại bộ phận quân đoàn. Lần này quốc chiến chỉ có hai vị vương tử tham chiến, một cái là nghĩ tại quốc chiến bên trong lập công thiên huyền quốc vương tử Vân Hạc, đã bị Giang giật chém giết. Một cái khác là thần võ quốc hoàn khố vương tử Hạ Điền bằng vào uy vọng của hắn căn bản không có tư cách tụ tập thần võ quốc võ giả. Sở dĩ giờ phút này tinh thạch bình nguyên bên trong võ giả, cơ bản đều chia làm mấy chục, mấy trăm, hơn một ngàn người khác nhau lớn nhỏ quân đoàn, tổng hợp chiến lực có thể so sánh qua được giang giật bên này thật đúng là không có mấy cái. Thủy Nguyệt quan người thực lực đều tại thần du nhị tam trọng tả hiếu, dùng Thủy Nguyệt đại trận tăng phúc về sau, thực lực đều có thể gia tăng đến thần du tam tứ trọng, phối hợp cổ đặc bọn hắn, giang giật quân đoàn tổng hợp chiến lực có thể quét ngang một mảnh quân đoàn, dù sao là người khác ra người, chết cũng không đau lòng, Giang giật mỗi lần tao mộ quân đoàn đều để Thủy Nguyệt Quan người cùng cổ đặc bọn hắn trùng sát, bọn hắn thì đứng ở phía sau xem kịch. Đối phương người thực sự nhiều lắm, hắn mới có thể cùng chiến vô song mang theo chiến ra cùng vân phỉ người công kích, đạt được chiến lợi phẩm vẫn là phân cho hai nhà người, đem Thủy Nguyệt Quan cùng cổ đặc bọn hắn tức giận đến Bạch Nhãn trực phiên. Hơn 10 ngày thời gian, Giang giật bọn người lớn nhỏ khai chiến mấy chục tràng đạt được huy chương mấy ngàn, giang giật điểm tích lũy đệ nhất đã không có huyền niệm. Lần này quốc chiến tổng cộng cũng liền 6-7 vạn người, giang giật trên người huy chương đã đạt đến hơn một vạn mai. Giống như Vân Hạc không chết, hắn tập kết mấy ngàn đại quân đủ để quét ngang tinh thạch bình nguyên, đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn ngược lại là tao ngộ mấy cái cường đại quân đoàn, cũng lần nữa gặp đại thiện tự đám kia hòa thượng, giang giật cẩn thận là hơn, tại Vân Phỉ tìm tòi tra được lập tức rút lui. Còn tao ngộ tiền ra, ảnh ra, lòng ra thái sử ra người, giang giật không muốn cùng bọn hắn liên hệ, cũng không tốt khai chiến, cũng tương tự tránh đi. Hơn 10 ngày qua, Thủy Nguyệt quan nữ tử chết bảy tám cái, cái này khiến Thủy Trung Hoa xem giang giật ánh mắt càng thêm u oán, chỉ là Thủy U Lan đã hạ tử mệnh lệnh, các nàng coi như đánh đến người cuối cùng, cũng phải trợ giúp giang giật không ngừng thu hoạch được điểm tích lũy, lấy được quốc chiến đệ nhất. Cổ đặc bọn người chết mấy cái, vân phỉ cũng không để ý, chỉ cần cổ đặc cùng hỏa thụ mấy cái thành viên trọng yếu không chết là được, chiến gia tộc nhân cũng đã chết mấy cái, để Giang giật rất là ái náy. Huy chương thu thập đến không sai biệt lắm, Giang giật để mọi người tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong rừng lại nghỉ ngơi, chậm đợi 3-4 ngày về sau, một tháng kỳ đầy mọi người tự động truyền tống về hoàng thành. Thủy Trung Hoa cùng cổ đặc bọn người như chút được gánh nặng, Giang giật giống như quả thực là còn muốn khai chiến, các nàng cũng chỉ có thể tiếp tục sung làm không ràng buộc tay chân, chết cũng là chết vô ích loại kia. Vân phỉ mấy người cũng mệt quá sức, tại trong sơn cốc trong hồ nhỏ hảo hảo tắm một phen, theo giang giật hỏa linh châu bên trong lấy ra một chút lều vải, thư thư phục phục ở, chậm đợi quốc chiến kết thúc. Ông, bốn ngày sau, tinh thạch bình nguyên bầu trời đột nhiên phát sáng lên, tựa như bát khai vân vụ gặp thanh thiên, từng sợi kim quang đem quốc chiến bên trong còn sống võ giả toàn bộ bao phủ đi vào, rất nhanh những người này toàn bộ đều biến mất tại nguyên chỗ, tại hoàng thành trên quảng trường ngưng hiện. Soạt, trên quảng trường sớm bù đầy người, tại sống sót người trên quảng trường ngưng hiện về sau, lập tức toàn bộ quảng trường đều huyên náo. Vô số ánh mắt nhanh chóng tại sống sót trên thân người đảo qua, rất nhiều ánh mắt sáng lên, đương nhiên cũng có càng nhiều mắt quang ám nhạt xuống dưới, hiển nhiên là không có phát hiện muốn tìm người, mà không tìm tới, nói rõ người này đã chết tại quốc chiến bên trong. Lão đại, vô song đại ca, giang giật ca ca, chiến vô song, một cái viên thịt tiền vạn quán cùng mang theo cái khăn che mặt chiến lâm nhi mặt mũi tràn đầy đều là kích động, ở phía xa không ngừng cua tay, nếu không phải hoàng triều bên trong vệ binh ngăn đón sợ là đã sớm xông lại. Tề viện trưởng mấy người cũng đứng ở một bên, hài lòng gật đầu, linh thú sơn học viện lần này mặc dù chết một ít học viên, nhưng sống sót tỷ suất vẫn còn rất cao. Hô, giang giật cùng chiến vô song bốn phía quét qua, đều dài thở dài ra một hơi, nhìn xem sáng rực bầu trời, hai người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhất là giang giật, ở bên trong nhiều lần hiểm chết quãng đời còn lại, để hắn lần nữa cảm giác còn sống thật là tốt. Ánh mắt của hắn tại tề viện trưởng bọn người trên thân quét qua, tại tiền vạn quán chiến Lâm Nhi trên thân thổi qua, rất nhanh ánh mắt của hắn lại có chút tối sầm lại, hắn trong đám người cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tô Như Tuyết không có tới tiến hắn vào chiến trường, giờ phút này cũng không có tới nghênh đón hắn khải hoàn, xem ra nghĩ triệt để cùng hắn phủi sạch quan hệ. Giang giật, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên, Giang giật thu hồi suy nghĩ ánh mắt hướng bên trái nhìn lại, nhìn thấy trưởng tôn vô kỷ cùng hạ điền hai cặp oán độc con ngươi hắn cười nhạt một tiếng đưa tay làm một cái chặt đầu động tác đem hai người tức giận đến kém chút nhảy dựng lên chiến vô song hạ điền nhìn thấy chiến vô song giang giật cùng thủy nguyệt quan người đứng chung một chỗ giờ phút này coi như đồ đần cũng biết ngày đó là bọn hắn tại bố cục chỉ là hắn không có chứng cứ chỉ có thể đánh nát răng đem trong miệng nuốt xa 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 quảng trường phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân từng đội từng đội màu đen chiến giáp binh sĩ nhanh chóng đi tới vị kia xinh đẹp làm cho người khác không dám nhìn thẳng hoàng triều công chúa lại xuất hiện. Nương theo sự xuất hiện của nàng, trên quảng trường rất nhanh bình tĩnh trở lại, mọi người đôi mắt lại càng phát lửa nóng, trọng đầu hí muôn tới. Quốc chiến kết thúc, xin tất cả người nộp lên huy chương, điểm tích lũy 10 vị trí đầu võ giả sẽ đạt được ban thưởng, đồng thời ban cho tham gia cung đình tiệc tối tư cách. Từng đội từng đội mặc văn sĩ bảo hoàng triều quan văn đi ra, bắt đầu thống kê điểm tích lũy, tham gia quốc chiến võ giả từng cái hướng phía trước đi đến nộp lên huy chương. Bắc Lương Quốc Tiên Vu Xưởng, huy chương 1600 mai, điểm tích lũy 4,260. Thánh Linh Quốc Phát Sa Tuấn, huy chương 630 mai. Thần Võ Quốc Ảnh Đao, huy chương 2,596 mai. Huy chương ghi chép rất nhanh, một tên quan văn cũng nhanh chóng thông báo, Giang giật nghe được Ảnh Đao đạt được nhiều như vậy huy chương thầm giật mình. Ảnh gia nhân tinh thông ám sát, quả nhiên giết người rất nhanh nhẹn, Ảnh Đao chỉ đem đi vào 70, 80 người, giờ phút này cũng không gặp thiếu mấy cái. nghe một hồi, giang giật âm thầm giải sầu xuống tới. phần lớn người đều lên giao huy chương, điểm tích lũy nhiều nhất trước mắt vẫn là ảnh đao, xem ra hắn đệ nhất không có bất ngờ. sàn sạc một tên người mặc màu đen chiến khải võ giả nhanh chân đi đến phía trước, trong tay một chiếc nhẫn quang mang lóe lên. phía trước mặt đất lập tức xuất hiện một đống như ngọn núi nhỏ huy chương, đưa tới toàn trường oanh động. a, à, tựu liền cách đó không xa hoàng triều công chúa cũng bị hấp dẫn ánh mắt tại cái này võ giả trên mặt đảo qua. Người này là ai? Giang giật con người lạnh lẽo, ánh mắt trên mặt đất huy chương bên trên đảo qua, rất nhanh thở dài một hơi, người này huy chương rất nhiều, nhưng cũng không đủ một vạn mai. Chiến vô song nhìn thoáng qua, giải thích bắc mãng quốc đao gia thiếu tộc trưởng đao chiến, lần trước chúng ta không phải tao ngộ mộ một cái hơn một ngàn người quân đoàn không có khai chiến hẳn là hắn dẫn đội. Nha, Giang giật âm thầm vật đầu, rất nhanh bên kia kiểm kê kết thúc, cũng không ra Giang giật ngoài ý liệu, huy chương đạt tới hơn 9.000 mai, kém chút phá vạn. Đợi gần nửa canh giờ, gần như tất cả mọi người nộp lên hoàn tất. Tại Bắc Mãng quốc đao gia thiếu tộc trưởng coi là đệ nhất không có bất ngờ lúc, Giang giật mới bước nhanh tới, hỏa linh châu sáng lên, vô số huy chương như hoa tuyết bay ra, chất thành một tòa đại sơn. Xoạt, toàn trường chấn kinh ngạc, hoàng triều công chúa đôi mắt đẹp lần nữa quét tới, lần này thế mà lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, huyễn đến vô số nam tử hổ khu run lên chương 217, tay tát 100, mấu chốt là giang giật mặt sinh vô cùng, rất nhiều người cũng không biết giang giật. Linh Thú Sơn học viện bị Thanh Long Bách Hoa học viện đè ép hơn 100 năm, Linh Thú Sơn đệ nhất, tại Thanh Long học viện xếp hạng thứ nhất đao chiến xem ra cái rắm cũng không bằng. Sở dĩ mặc dù giang giật cái tên này rất nhiều người nghe qua, nhưng giang giật cụ thể là ai, đến rất nhiều người còn không biết đâu. Tề viện trưởng cùng mấy tên phó viện trưởng trên mặt trong bụng nở hoa, tiền vạn quán cười đến con mắt đều nhìn không thấy, chỉ còn lại một đường nhỏ. Mấy người mặc dù ngờ tới Giang Giật sẽ ở quốc chiến bên trong có không tầm thường biểu hiện, nhưng hắn làm sao đều là một người, có thể cầm xuống 10 vị trí đầu đã coi như là nghịch thiên, lại không nghĩ tới cầm xuống đệ nhất. Vân Hạc, Vân Hạc người đều bị Giang Giật giết cái này sao có thể. Trường Tôn vô kỳ cùng Hạ Điền liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh ngạc, Vân Hạc cùng hắn mấy ngàn người không hiểu biến mất, Giang Giật trên tay có hơn một vạn huy chương, hai chuyện hợp lại cùng nhau lẫn nhau đều có viên mãn giải thích, dù sao một cái huy chương đại biểu chính là một cái mạng. Linh Thú Sơn Học Viện, Giang Giật huy chương một vạn 3723 mai, điểm tích lũy. Kiểm kê huy chương quan văn bắt đầu đếm số, cái số này triệt để để đao chiến tuyệt vọng, cũng làm cho Hoàng Triều công chúa khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, đều thấy Giang Giật có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, toàn bộ người huy chương đều thống kê hoàn thành, kia quan văn cũng mở miệng, lần này quốc chiến điểm tích lũy toàn bộ thống kê song tất, hạng nhất linh thú Sơn học viện Giang Giật, hạng hai Thanh Long học viện Đao Chiến, hạng ba Thần Võ Quốc Ảnh Đao, hạng tư Thánh Linh Quốc Lam Hoàng, hạng năm. Thứ tự xác định, Giang Giật kéo căng thân thể cũng trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Hắn mặc dù là tại linh thú Sơn học viện tham chiến, bản thân coi như thần võ quốc con dân, nắm lấy số một thần võ quốc ban thưởng cũng sẽ ban cho cùng hắn, chấn hồn thảo xem như tới tay. Tam đại linh thảo đều tập hợp đủ, trở lại học viện sau lập tức có thể để lưu đại sư xuất thủ, đem tiểu nô chữa trị xong. Tốt, điểm tích lũy 10 vị trí đầu võ giả, lập tức vào cung tiếp nhận ban thưởng, đồng thời tham gia cung đình tiệc tối. Hoàng triều công chúa nhàn nhạt, nhạt để lại một câu nói quay người hướng về sau mặt đi đến, lên một cỗ xa hoa xe ngựa thẳng đến thành Bắc Hoàng cung. Giang giật cùng chiến vô song làm thủ thế, tại Hoàng cung hộ vệ dẫn đầu dưới, tiến vào một chiếc xe ngựa đi theo đại bộ đội hướng Hoàng cung chạy tới. Còn lại xếp hạng 10 vị trí đầu 9 người cũng tới lập tức xe, hoàng triều đại bộ đội rất nhanh trùng trùng điệp điệp rời đi, trên quảng trường người nhưng như cũ còn không có rời đi, huyên náo không ngớt. Hừ, Hạ Điền cùng trưởng Tôn Vô Kỵ hung hăng nhìn chằm chằm chiến vô song một chút, quay người hướng một cái truyền tống trận đi đến, trực tiếp truyền tống đi thần võ quốc phương thành. Chúng ta đi, Thủy Nguyệt quan người cũng mang theo Thủy Thiên Nhu nhanh chóng rời đi, quốc chiến kết thúc sứ mạng của các nàng cũng hoàn thành. Thủy U Lan có lệnh quốc chiến kết thúc lập tức trở về tinh vẫn đảo, các nàng cũng đúng lúc thừa dịp Thủy Thiên Nhu còn tại trong mê ngủ chạy về tinh vẫn đảo, nếu không vị này tiểu chủ con nháo đằng liền phiên toái. Hắc hắc, vô song đại ca, lão đại làm sao cầm tới đệ nhất ai à nhanh cùng ta nói một chút. Tiền vạn quán cùng chiến Lâm Nhi đã sớm bôn tẩu đến đây, tiền vạn quán hưng phấn nhất, tựa như hắn cầm đệ nhất, trên mặt đều là vẻ tự hào. Chiến Lâm Nhi một đôi mắt to cười thành vành trăng khuyết, lần thứ nhất đối chiến vô song khách khí. Bốn phía hò hét ẩm ý, nghị luận không ngớt, Giang giật cùng đao chiến hai cái danh tự truyền đi nhiều nhất, nhất là Giang giật trước kia không lộ liễu bí ẩn, nửa năm trước mới cùng Thủy Thiên Nhu nhất chiến thành danh, khi đó sự tình cũng không có náo bao lớn, người biết không nhiều, lần này xem như triệt để danh dương thiên hạ. Rất nhiều gia tộc trinh sát, không tiếc tiêu hao cách sổ tử kim cũng mở ra truyền tống trận, đem quốc chiến tin tức trước tiên truyền về mỗi cái gia tộc, rất nhanh thiên hạ đều một mảnh xôn xao, nhất là thiên huyền quốc cùng thần võ quốc, càng là phát sinh động đất. Vân Hạc đã sớm là nội định thái tử, lần này hắn tới tham gia quốc chiến chính là vì đạt được chiến công, đè xuống trong nước không phục thanh âm thuận lợi thượng vị. Dù sao năm đó hắn âm thầm mưu hại vân phỉ đại ca, việc này để rất nhiều gia tộc không phục, lại không nghĩ rằng vẫn lạc tại quốc chiến bên trong, thiên huyền quốc cách cục sẽ lần nữa cải biến. Có người buồn sầu có người vui vẻ, thần võ quốc cả nước sôi trào, thần võ quốc con dân vậy mà cầm xuống đệ nhất cùng thứ ba, đây chính là trước nay chưa từng có vinh quang A. Giang giật Giang biệt ly con riêng, thần võ quốc đại gia tộc đối với Giang giật cũng không lạ lắm, nhận được tin tức toàn bộ đều âm thầm cảm khái, Giang giật mới 16 tuổi, cái này nếu là cho hắn thời gian 10 năm, sợ là lại là một cái Giang biệt ly a. À. Vương gia, vương gia, Giang y thành, Giang nhân đồ nhận được tin tức sau trước tiên đi đằng Long Các, đem ngay tại phê duyệt văn kiện Giang biệt ly cả kinh mày kiếm chống lên, hắn sắc mặt trầm xuống, quát lạnh, vội cái gì trời sập sao còn thể thống gì, Giang nhân đồ mặt mũi tràn đầy giữ tợn mặt lắc một cái, rất nhanh nhếch miệng cười nói, vương gia, tiểu thế tử đạt được quốc chiến đệ nhất. Ừ, Giang biệt ly mắt hổ xuất ra đạo đạo tinh quang, trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc. Không bằng hắn cái gì cũng không nói, tiếp tục vùi đầu đi xử lý quân vụ, tại sao nửa canh giờ mới khoát tay áo, nói an bài một chút đi, trời sáng đi vương thành. Tuân mệnh, Giang nhân đồ đại hỉ, Giang biệt ly có thể đi vương thành, đây là biến tướng lại hướng Giang giật cúi đầu, chuẩn bị tự mình đi gặp hắn một lần, tại tiếp hồi trở lại Giang Y Thành nhận chủ Quy Tông. Y phiêu phiêu nhi tử quả nhiên bất phàm, không có bôi nhỏ lão phu hắc lân kiếm A. Linh thú Sơn học viện trong hậu viện, ngồi tại trên xe lăn ra các thanh vân một gương mặt mo cười nở hoa, Linh thú Sơn học viện bị thủy nguyệt quan, đại thiện tự, thanh long học viện, bách hoa học viện đè ép hơn 100 năm, lần này cũng coi như mở mày mở mặt. Ngoại giới như thế nào gió nổi lên vân dũng giang giật không biết, hắn giờ phút này có loại như ngồi châm đệm, một ngày bằng một năm cảm giác. cứ việc giờ phút này hắn ngồi tại đại lục xa hoa nhất, nhất tôn vinh trong hoàng cung, cứ việc bốn phía đều là tú sắc khả san mỹ lệ cung nữ, uống vào trên thế giới sang quý nhất nước trà, nhưng giang giật vẫn như cũ cảm giác thời gian trôi qua quá chậm quá chậm. hắn vào cung sau tựa bị một tên thái giám dẫn tới cái này thiền điện bên trong, tại cung nữ phục thị hạ tắm một phen, thay đổi một thân cẩm bào ngược lại là tinh thần vô cùng. chỉ là rời đi trời tối còn có hai canh giờ nói cách khác hắn nhất định phải tại cái này ngồi lên hai canh giờ, lại tham gia một lần cung đình tiệc tối, mới có thể cầm tới cái kia thanh hỏa long kiếm còn có ban thưởng. Hắn giờ phút này lòng chỉ muốn về, hận không thể bay thẳng hồi trở lại thần võ quốc vương thành, cầm tới chấn hồn thảo, tự nhiên không tâm tình tại cái này làm ngồi. Xa xa xa, cũng may giang giật lại uống một ly trà về sau, cung điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, để tinh thần hắn chấn động, bên ngoài tới rất nhiều người, chẳng lẽ là đến ban phát quốc chiến ban thưởng lăng tuyết công chúa giá lâm một đạo bén nhọn thanh âm vang lên trong cung điện cung nữ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất ninh đón giang giật không hiểu lễ nghi chỉ là đần độn đứng thẳng chờ đợi một đạo thân ảnh xinh đẹp sau khi đi vào mới hai tay thở dài nói giang giật tham kiến công chúa hoàng triều công chúa đi theo phía sau hai tên lão thái giám còn có sáu bảy tên cung nữ cái này hai tên lão thái giám nhìn thấy giang giật càng như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa một người lập tức giận dữ nói thật can đảm công chúa giá lâm lại sẽ không hạ quỳ cung nghênh người đây là nghĩ ngưu phản sao. Giang giật eo vừa mới là uốn lên, nghe được câu này lập tức đứng thẳng, trong con người hàn quang lóe lên, khóa chặt cái này lão thái giám. Đang muốn nói hai câu lúc, kia hoàng triều công chúa lại đột nhiên lạnh lùng nói, ngậm miệng, Giang công tử là bản công chúa quý khách, há lại cho người tại cái này kêu gào, chính mình tay tát một trăm. Trường 218 Thiên Thạch, 333, lão thái giám ủy khuất hai tay tả hữu khởi công tay tát mặt mình, Giang giật thấy cao mày, trong lòng cười lạnh không thôi, đây coi là cái gì ra oai phủ đầu vẫn là giật dây. Giang giật nếu là một cái thật đồ nhà quê, sợ là sẽ phải bị cảnh tượng này chấn trụ A cũng sẽ đối cái này công chúa coi trọng như thế chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Đáng tiếc Giang giật đầu óc khá tốt dùng, một chút liền có thể xem thấu, một cái nô tài không có chủ tử thụ ý, dám đối với hắn cái này quốc chiến đệ nhất lớn như thế hô gọi nhỏ mưu phản càng là lời nói vô căn cứ, thanh long hoàng thành chỉ còn trên danh nghĩa, muốn nói ngưu phản đi trước đem lục quốc diệt rồi nói sau. Hoàng triều công chúa quét sang giật một chút, nhìn thấy hắn không có chút nào lên tiếng khuyên can ý đồ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, rất nhanh âm thanh lạnh lùng nói tốt, lăn xuống đi. Những người còn lại cũng toàn bộ xuống dưới, tuân mệnh, hai vị lão thái giám lập tức đi xuống, hơn 10 tên cung nữ cũng nối đuôi nhau mà ra, lúc này đến phiên giang giật lúng túng, cung điện này mặc dù đại, nhưng cô nam quả nữ không tốt a. À. Cái này Hoàng Triều công chúa rõ ràng không phải đến ban phát ban thưởng, giờ phút này không để ý danh dự để sở hữu cung nữ xuống dưới, nàng muốn làm gì giang giật nội tâm dâng lên một tia cảnh giác, mở miệng nói công chúa Điện Hạ, như vậy không tốt đâu vạn nhất truyền đi, đối công chúa Điện Hạ danh dự luôn luôn có ảnh hưởng. Khanh khách, không sao cả, lăng tuyết công chúa yêu nhã khoát tay chặn lại, tay áo dài bên trên truyền ra nhàn nhạt mùi thơm, nàng chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, bưng lên một chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng mới nói ra, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ai sẽ truyền đi đâu chẳng lẽ Giang công tử hội đầy thiên hạ truyền sao? Thế thì sẽ không, Giang giật ngượng ngùng cười một tiếng, ho nhẹ một tiếng nói, công chúa Điện Hạ tìm Giang mỗi chuyện gì chẳng lẽ muốn ban cho ta quốc chiến ban thưởng sao? Giống như, lăng tuyết công chúa trong mắt đẹp ra một đạo quang mang, cả người đều trở nên xinh đẹp vô song làm người ta không dám nhìn thẳng, thế mà thẳng vào chủ thể nói, Giang công tử, nếu như ta nói mạo muội đến đây, là vì thay Hoàng Triều mời chào ngươi, người hội nghĩ như thế nào đấy? Ách, Giang giật bị lăng tuyết công chúa diễm quang đâm vào mở mắt không ra, vội vàng rời ánh mắt. Cái này công chúa không giống tô như tuyết như thế xem xét tự cho người ta cảm giác kinh diễm, nhưng trên thân tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt, mà lại thuộc về càng xem càng mê mẩn cái chủng loại kia. Mời chào, điểm này không ra Giang giật ngoài ý liệu, thanh long hoàng triều muốn không hủy diệt, nhất định phải không ngừng mời chào cường giả, dựa vào tuyệt đối vũ lực uy hiếp quần hùng, theo Giang giật phỏng đoán, năm đó lục quốc binh lâm thành hạ, hẳn là bị vương triều bên trong một vị cường giả tuyệt thế lực áp. Thế giới này vũ lực cường đại, tỉ như sát lục thiên quân một người liền có thể nhẹ nhóm đổ sát trăm vạn đại quân, giống như vương triều có một vị thiên quân cấp bậc cường giả, lục quốc đại quân chưa hẳn đủ hắn một người giết. Giang giật niên kỷ chỉ có 16 tuổi, liền có thể lực áp quần hùng quốc chiến đệ nhất, bất luận hắn là thế nào làm được, chỉ ít hắn làm được, sở dĩ Hoàng Triều ra mặt mời chào cái này cũng tại Giang giật trong dữ liệu. Giang giật sẽ bị mời chào sao? Rõ ràng sẽ không, chỉ ít thời gian ngắn hắn sẽ không cân nhắc vấn đề này. Sở dĩ hắn chỉ là trầm ngâm một hồi tựu mở miệng nói, công chúa điện hạ, nhận được ngươi xem lên giang mỗ. Chẳng qua trước mắt ta còn không có cân nhắc phương diện này vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi, giống như ngày sau ta muốn gia nhập cái nào đó thế lực lời nói, tuyệt đối thận trọng cân nhắc công chúa đề nghị này. Tốt, giang giật đáp án cũng không ra lăng tuyết công chúa ngoài ý liệu, nàng khẽ vuốt cằm nói, lăng tuyết muốn nói là, chỉ cần Giang công tử có thể vì hoàng triều hiệu lực, hoàng triều chắc chắn toàn lực bồi dưỡng công tử, ra sức bảo vệ ngươi trở thành trí cường giả. Vinh hoa phú quý cũng không cần nói, thậm chí, công tử còn có thể trở thành hoàng triều phò mã đấy. Phò mã, Giang giật cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua lăng tuyết công chúa, hỏi là lăng tuyết công chúa phò mã sao? Khanh khách, lăng tuyết công chúa đứng dậy đi ra phía ngoài, tung xuống một đường như chuông bạc tiếng cười, tại cửa ra vào lúc mới quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, có thể hay không trở thành lăng tuyết phu quân, tự xem giang công tử năng lực, truy cầu lăng tuyết danh môn công tử thế nhưng là rất nhiều, công tử phải cố gắng đấy. gia nhân đã đi xa, trong cung điện còn lưu lại dư hương. Giang giật đùa cợt lắc đầu, chắc hẳn cái này công chúa theo hắn cái này rời đi về sau, cũng sẽ đi tìm còn lại cửu vị công tử A từng cái cùng bọn hắn nói, để bọn hắn là hoàng triều hiệu lực, đem có cơ hội trở thành phò mã A. Loại này đại gia tộc tiểu thư, Hoàng triều công chúa Giang Giật cuối cùng thấy rõ ràng, thân phận các nàng cùng dung mạo bản thân liền là một hiện thẻ đánh bạc, chính trị hôn nhân thẻ đánh bạc, dùng để lôi kéo người mới thông ra thẻ đánh bạc, loại cô gái này coi như lại đẹp tại Giang Giật trong mắt cùng một cỗ hồng phấn khô lâu cũng không có khác nhau, không có tình cảm hôn nhân muốn tới làm gì dùng. Tại thiền điện bên trong ngồi hơn một canh giờ, cung đình tiệc tối rốt cục bắt đầu. Tiệc tối quy cách rất cao, tại một cái trong chủ điện tiến hành, cùng đi còn có hoàng triều rất nhiều đại nhân vật, bất quá giang giật không nhận ra cái nào. Hoàng triều bên kia thế mà không có phái hoàng tử có mặt, cũng không có còn lại thành viên hoàng thất, vẫn như cũng chỉ có lăng tuyết công chúa một người bồi tiếp chư vị công tử chuyện trò vui vẻ. Lăng tuyết công chúa thủ đoạn rất không tệ, ngoại trừ giang giật bên ngoài cửu vị công tử bị hắn mê đến tìm không bắt. Đương nhiên ai cũng không biết cái này cửu vị công tử là thật ái mộ lăng tuyết công chúa, vẫn là tại gặp dịp thì chơi. Giang giật một người khô cần ngồi rất ít nói chuyện, có người mời rượu tựa bưng chén rượu lên một cái chút xuống, cho người ta cảm giác tựa như một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tên lỗ mãng. Hoàng Triều Quan Văn mời mấy chén rượu về sau, nhìn thấy Giang Giật nãy giờ không nói gì, cũng sẽ không tự tìm không thú vị, còn như hắn dư công tử bản thân tựu xem Giang Giật khó chịu, thậm chí đều chất vấn huy chương của hắn nơi phát ra, càng không khả năng cùng hắn nói nhảm. Tốt, lần này quốc chiến ban thưởng lăng tuyết đại biểu Hoàng Triều ban cho các ngươi, hy vọng chư vị về sau cố gắng tu luyện, trở thành trí cường giả. Rượu hơn phân nửa tuần, Lăng Tuyết công chúa đứng lên, một mực cúi đầu uống rượu giang giật ngẩng đầu lên, hắn dư công tử cũng hai con ngươi nóng rực lên. Lần này quốc chiến cụ thể ban thưởng cũng không có công bố, chỉ nói là hạng nhất có một thanh thánh khí, trọng đầu hí rốt cuộc đã đến. Quốc chiến xếp hạng đệ tứ đến hạng 10 theo thứ tự là thiên khí một cái, mời chư vị công tử từng cái đi lên nhận lấy ban thưởng. Lăng Tuyết công chúa vung tay lên, sau lưng mấy tên cung nữ theo bên cạnh trong hành lang nối đuôi nhau mà ra, Phân biệt bưng lấy một cái giải ngắn không đồng nhất hộp, sở hữu công tử lập tức trên mặt trong bụng nở hoa. Ảnh đao cùng đao chiến lại là một trận kinh ngạc, hạng tư đều là thiên khí, phân thưởng của bọn hắn khẳng định so với bọn hắn càng thêm phong phú, hoàng thất lần này thật lớn thủ bút a. Đa Tạ công chúa điện hạ, cảm tạ hoàng triều ban cho. Bảy người phân biệt nhận lấy một kiện thiên khí mừng khấp khởi lui xuống, Lăng Tuyết công chúa hướng ảnh đao nhìn lướt qua, cười nhạt một cái nói, ảnh đao công tử hạng ba ban cho thiên khí một cái, tăng thêm thiên thạch một viên. Tê, tê nghe được thiên thạch ba chữ, ảnh đao cùng đao chiến cả người đều run rẩy lên, nhất là ảnh đao lập tức mừng như điên đứng lên, quỳ một gối xuống dưới đất, quát khẽ, đa tả công chúa điện hạ, đa tả hoàng triều son. Thiên thạch là cái gì ảnh đao làm sao hưng phấn như vậy? Giang giật có chút hồ nghi nhìn một tên cung nữ bưng lấy một cái dài hộp còn có một cái hộp ngọc, muốn tìm người hỏi thăm, nhưng phát hiện bên trong ngoại trừ ảnh đao bên ngoài không có một người quen thuộc, Ảnh đao thu hồi ban thưởng sau miệng đều cười sai lệch, sợ là giờ phút này cùng hắn nói cái gì cũng không biết đi. Đao chiến công tử, thiên khí một cái, thiên thạch ba cái. Lăng tuyết công chúa tiếp tục công bố ban thưởng, đao chiến khuôn mặt cũng cười sai lệch, còn lại bảy người thì tỏ rõ vẻ ước ao, nhìn chằm chằm chứa thiên thạch hộp ngọc ánh mắt đều là cực nóng, tựa hồ đem hộp ngọc này hòa tan. Giang giật công tử, làm lần này quốc chiến đệ nhất, đặc biệt ban thưởng thánh khí hỏa long kiếm một cái, cổ thần nguyên giới một viên, thiên thạch năm mai. Tại Lăng Tuyết công chúa tuyên bố sau cùng ban thưởng về sau, toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người xem Giang Giật ánh mắt đều là ước ao ghen tị, hận không thể tươi sống đem Giang Giật cho nuốt sống. Chương 219, Thanh Long Hoàng thất mưu đồ. Năm mai thiên thạch còn có cổ thần nguyên giới một viên cái này Thanh Long Hoàng triều bảo vật nhiều đến không có chỗ để sao. Giang Giật cảm khái một tiếng hướng phía trước đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thanh dài 78 thước hộp kiếm, càng tiếp cận Hỏa Long kiếm nội tâm của hắn rung động càng ngày càng mãnh liệt trong ngực hỏa linh châu cũng phát sáng lên, tựa hồ rất là hưng phấn. Này hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu đến cùng có liên hệ gì? Giang giật trong lòng âm thầm kinh nghi, cứ việc phi thường muốn mở ra hộp kiếm lấy ra hỏa long kiếm xem xét, nhưng giờ phút này nhiều người như vậy hắn tự nhiên không dám loạn động, lấy ra hỏa linh châu vung tay lên đem toàn bộ đồ vật thu vào, chuẩn bị đi trở về sau tại hảo hảo xem xét một phen. Giang công tử, lăng tuyết cũng không gạt ngươi, kỳ thật cái này thánh khí là không trọn vẹn, cũng không có chân chính thánh khí chi uy, đương nhiên so với thiên khí vẫn là phải cường đại không nhỏ. Sở dĩ Hoàng Triều mới có thể tăng lên một viên cổ thần nguyên giới cùng năm mai thiên thạch cho đền bù, còn như thiên thạch cách dùng, người tùy ý điều tra thêm tư liệu tựu đã hiểu. Tại Giang giật thở dài tạ ơn lúc, lang Tuyết công chúa thế mà hướng phía trước đi hai bước, chỗ sâu ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc đỡ dậy Giang giật, đồng thời lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, nhỏ giọng giải thích cái này năm mai thiên thạch luyện hóa, ta đoán chừng công tử thực lực rất nhanh sẽ đạt tới thần du cảnh những này thiên thạch là biểu thị hoàng triều thành ý, lăng tuyết buổi chiều nói tới sự tình, mong rằng công tử thận trọng cân nhắc. Chỉ cần có thể là hoàng triều hiệu lực, chân chính thánh khí vương triều còn có mấy món, thiên thạch cũng sẽ vô hạn cung ứng, mà lại. Lăng tuyết cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc, giang công tử là cái không tệ cả đời bạn nữ đấy. Lăng tuyết công chúa ngọc thủ tại giang giật trong lòng bàn tay lướt qua, dương chi ngọc trơn nhẵn ra thịt, tuyệt mỹ nụ cười, thân thể mềm mại truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, bên tai nhu tình thì thầm, tựa như một cái liêu nhân tiểu miêu, để giang giật đôi mắt thoáng cái mê say. Cái này đích xác là một cái rất lợi hại nữ tử, rất hiểu câu dẫn nam nhân nữ tử, nhất là thân phận của nàng phối hợp cái này mập mờ lời nói, đủ để cho bất luận cái gì nam tử tâm động. Ta hội thận trọng cân nhắc, giang giật nhẹ gật đầu lui xuống, chờ đi trở về chỗ ngồi thời điểm đôi mắt đã khôi phục tỉnh táo, nội tâm lại là âm thầm bội phục hoàng triều thủ đoạn thánh khí là không chọn vẹn đây là trước cho hắn cảm thụ một chút thánh khí chi uy a tốt chờ mong hoàn chỉnh thánh khí a à. thiên thạch lại là tu luyện kỳ thạch hắn trước kia chưa từng nghe nói bảo vật xem ra thứ này chỉ có hoàng thất có thanh long hoàng thất đây là trước cho giang giật nếm một điểm lợi lộc chờ nghiện muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt kia chỉ có đầu nhập vào thanh long hoàng thất trọng đầu hí kết thúc cung đình tiệc tối cũng đến hồi cuối lang tuyết công chúa trước tiên rời đi lưu cho mọi người một người xinh đẹp bóng lưng Giang giật mấy người cũng theo thứ tự cáo từ rời đi. Mặc dù mọi người nghĩ tại cái này qua đêm Hoàng thất khẳng định sẽ an bài, nhưng mọi người đều chiếm được trọng bảo, tự nhiên muốn trở về cùng tộc nhân bằng hữu chia sẻ. Sở dĩ phân biệt lên một chiếc xe ngựa, tại Hoàng triều hộ vệ dưới rời đi hoàng cung. Tề viện trưởng cùng tiền vạn quán bọn người ở tại Thiên tinh thành Nam thành nằm Tiên huyền bên trong, các loại chờ Giang giật cưới xe ngựa đến nằm Tiên huyền thời điểm đã là lúc nửa đêm. Thiên tinh thành bên trong cấm chỉ bất luận kẻ nào động võ một đường còn có hoàng triều quân hộ vệ đi theo ngược lại là an toàn vô cùng. Nằm tiên huyền bên trong đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đang chờ đợi Giang giật trở về, tiền vạn quán càng là một mực tại bên ngoài bồi hồi, nhìn thấy xe ngựa lái tới lập tức đại hỉ nghênh đón tiếp lấy. Đi vào nói đi, Giang giật không nói gì cùng tiền vạn quán hướng bên trong đi đến, trực tiếp tiến vào hậu viện, nhìn thấy linh thú sơn một đám người đang chờ hắn. Hắn biết rõ mọi người muốn biết cái gì, thẳng thắn nói ra đạt được một kiện thánh khí còn có một cái cổ thần nguyên giới cùng năm mai thiên thạch cái gì chiến vô song vân phỉ tiền vạn quán bọn người đầy mắt kinh dị tự liền tề viện trưởng bọn người một mặt kinh ngạc tề viện trưởng con người lấp lóe vài vòng thấp giọng thì thào hoàng triều thế mà lấy ra thiên thạch bọn hắn muốn làm gì xem ra đại lục rất sắp gió nổi lên vân dũng a à. giang giật nhìn thấy chiến vô song mấy người đầy mắt tâm tình rất phức tạp có hâm mộ có ngưng trọng còn có lo lắng có chút hiếu kỳ mà hỏi, thiên thạch là cái gì ta chỉ biết là là dùng tới tu luyện. Lão đại, ta trước kia không phải cùng nói qua đại lục thập đại tu luyện kỳ bảo sao hỏa linh chi xếp hạng thứ sáu, mà ngươi cái này thiên thạch thứ hạng là đệ nhất. Thứ này nghe nói là thiên thượng rơi xuống thần thạch, bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa, hấp thu đi vào tốc độ tu luyện có thể bão táp, cái này đồ vật là có tiền mà không mua được, ngoại trừ thanh long hoàng triều bên ngoài, lục đại vương thất có số lượng ít đến thương cảm, còn như chúng ta tiền ra cùng chiến ra cái này gia tộc, một viên cũng không có. Đại lục đều biết Thanh Long Hoàng Triều có được rất nhiều thiên thạch, nhưng lịch đại quốc chiến đều không có ban thưởng, lần này lại đột nhiên ban cho nhiều như vậy, người minh bạch đi. Tiền vạn quán thấp giọng giải thích, giang giật âm thầm kinh hãi, cũng rất nhanh minh bạch tề viện trưởng bọn người lo lắng cái gì. Thanh Long Hoàng Triều Quang Minh chính đại xuất ra thiên thạch ban cho giang giật bọn người, đây là cao điệu tuyên cáo thiên hạ, Hoàng Triều muốn mời chào nhân tài, chỉ cần đầu nhập vào Thanh Long Hoàng Triều, sẽ đạt được đại lượng thiên thạch phụ tại tu luyện ai không muốn trở thành cường giả ai không muốn thực lực tiêu thăng. Thanh Long Hoàng Triều có được đại lượng thiên thạch, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều thiên tài tìm nơi nương tựa, cứ như vậy liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm cường giả, Thanh Long Hoàng Triều thực lực tổng hợp cũng sẽ trở nên cường đại. Hoàng Triều trước kia khẳng định một mực tại mời chào cường giả, nhưng chưa từng có như thế quang minh chính đại, dù sao đây là nói rõ cùng lục quốc tuyên chiến, như thế quang minh chính đại xuất ra thiên thạch, điều này nói rõ cái gì? nói rõ thanh long hoàng triều tích xúc nhất định thực lực cũng không sợ lục quốc cường công kiêu căng hơn quật khởi lục quốc duy trì nhiều năm như vậy thống trị hội trơ mắt nhìn xem hoàng triều quật khởi trơ mắt hoàng triều từng cái hủy diệt bọn chúng nhất thống thiên hạ hiển nhiên sẽ không sở dĩ tề viện trưởng chiến vô song tiền vạn quán bọn người mới như thế lo lắng một khi đại chiến khai mạc toàn bộ tình thế của đại lục thế tất lần nữa cải biến linh thú sơn học viện không thể tránh khỏi sẽ dính dấp trong đó có lẽ linh thú sơn học viện chiến gia tiền ra các loại chờ siêu cấp gia tộc cũng sẽ hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai truyền tống về thần võ quốc, lại quay lại học viện. Tề viện trưởng dặn dò một tiếng, nhanh chóng mang theo mấy tên viện trưởng cùng đạo sư rời đi, còn lại học viên đều nhanh nhanh cáo từ, đem cái tin tức kinh người này truyền lại hồi trở lại các gia tộc. Vân phỉ đang chuẩn bị rời đi, Giang giật đột nhiên khoát tay trận lại nói, Vân phỉ chờ chút. Hỏa linh châu lóe lên, một viên cổ thần cùng hai cái hộp ngọc ra giang giật trong lòng bàn tay, ánh mắt của hắn hướng chiến vô song vân phỉ nhìn lướt qua, nói ra ta nói qua cầm xuống quốc chiến đệ nhất tự chia của, cái này cổ thần nguyên giới cùng hai cái tiên thạch phân cho các ngươi, không có các ngươi hỗ trợ, ta cũng chém giết không được vân hạc bọn người, còn như làm sao chia, liền là hai người các ngươi lỗ hồng sự tình. Ây, vân phỉ cùng chiến vô song mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự liền tiền vạn quán đều kinh hãi vạn phần, chiến vô song rất nhanh sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Giang giật, ngươi làm cái gì vậy thu lại. Vân phỉ cũng gật đầu nói, chúng ta cũng không có ra cái gì lực, lại nói. Ngươi có thể giúp ta giết Vân Hạc, giúp ta ca báo thù, ta đã cảm kích vạn phần, những vật này ta là tuyệt đối không thể muốn. Không thể nói như vậy, Giang giật vừa mới nghĩ nói cái gì, chiến vô song con ngươi nhất chuyển, đột nhiên theo trong tay hắn nắm lên cổ thần nguyên giới đưa cho Vân phỉ. Nói, Giang Giật, ngươi có không gian thần khí, cái này cổ thần nguyên giới tự cho Vân Phỉ đi. Còn Như Thiên Thạch, người cần nhất tăng lên cảnh giới thời điểm, thu sạch, lại nói nhảm ta không nhận ngươi người huynh đệ này. Cắt cắt chương 220, không chọn vẹn thánh khí. Mọi người riêng phần mình đi về nghỉ, Giang giật tại Tiền Vạn quán dẫn đầu dưới, đi an bài cho hắn gian phòng, hắn ở bên ngoài đột nhiên gọi lại Tiền Vạn quán, nói Tiền Vạn quán, giúp ta ở bên ngoài hộ pháp thoáng cái. Tiền Vạn quán khẽ giật mình, rất nhanh trịnh trọng nói ra, lão đại, người muốn luyện hóa Thiên Thạch đừng như vậy gấp a thiên thạch phương pháp luyện hóa mặc dù ta không hiểu nhưng ta mơ hồ nghe nói qua một viên thiên thạch ít nhất phải luyện hóa bán nguyệt trở lên không phải giang giật lắc đầu cũng không có giải thích cái gì chỉ là bàn giao nói giúp ta hộ pháp một hồi bất luận kẻ nào không được đến gần nhớ kỹ tốt ga tiền vạn quán không biết giang giật muốn làm cái quỷ gì nhưng đã hắn trịnh trọng như vậy sách ra tự nhiên không có khả năng cự tuyệt giang giật đóng cửa lại cả người đều kích động lên hắn mở ra cửa sổ nhìn lướt qua xác định không có người tại phụ cận ẩn núp về sau, trong tay hỏa linh châu sáng lên, một cái hẹp dài hộp kiếm ra trong tay hắn. Hỏa long kiếm, đôi mắt của hắn trở nên nóng rực lên, hỏa linh châu cũng lóe lên lóe lên, tựa hồ biến thành có sinh mệnh, tại vô hình nói cho giang giật, nó phi thường muốn tới gần hỏa long kiếm. Từ từ mở ra hộp kiếm, giang giật nhìn lướt qua, lập tức đầy mắt chấn kinh. Này hỏa long kiếm đích thật là không trọn vẹn, chỗ chuôi kiếm có một cái đen nhánh cửa hang, tựa hồ thiếu khuyết một cái như bảo thạch, mà cái này cửa hang cùng Hỏa Linh Châu không chênh lệch nhiều. Làm sao có thể Hỏa Linh Châu không phải không gian thần khí sao? Giang giật nắm lên thanh này Hỏa Long kiếm, Hỏa Linh Châu quang mang lấp lánh càng ngày càng sáng. Mà lúc này Hỏa Long kiếm bên trên cũng nhanh chóng sáng lên một đạo hồng quang, cái kia đạo hồng quang cuối cùng hóa thành một con rồng văn tại trong thân kiếm du tẩu, kiếm phong có chút rung động, không ngừng phát ra từng tiếng ngâm khẽ. Giang giật cảm giác này Hỏa Long kiếm cùng Hỏa Long Châu tựa hồ lẫn nhau đều phi thường muốn dựa vào cùng một chỗ tựa như hai cái ngăn cách đã lâu người yêu đã các người nghĩ như vậy hợp thể liền để các ngươi dung hợp đi giang giật dừng một chút chậm rãi nắm lên hỏa linh châu hướng hỏa long kiếm trên chuôi kiếm cái hắc động kia nhấn đi chuyện thần kỳ phát sinh hỏa linh châu cùng hỏa long kiếm trong chốc lát phóng xuất ra vạn trượng hồng quang sau đó thế mà thật dung hợp hỏa linh châu hoàn mỹ phù hợp đi vào tựa như trời sinh ngay tại phía trên mà lại giờ khắc này giang giật cùng hỏa long kiếm lại có một tia linh hồn liên hệ luyện hóa giang giật nháy nháy mắt hắn đã sớm luyện hóa hỏa linh châu hỏa linh châu cùng hỏa long kiếm dung hợp tổ tiện thể đem hỏa long kiếm cho luyện hóa không đúng giang giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cái này hỏa linh châu thế nhưng là không gian thần khí dung hợp tiến vào hỏa long kiếm kia vẫn là không gian thần khí sao còn có thể thích hỏa hấp thu hỏa diễm sao hắn vội vàng tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong phát hiện vẫn như cũ có thể cảm ứng hỏa linh châu cái kia không gian về sau, lúc này mới yên tâm lại. Hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu dung hợp, kia hỏa long kiếm có thể thu nhập hỏa linh châu bên trong sao chẳng lẽ lại ta mỗi ngày có một cái thánh khí rêu rao khắp nơi. Giang giật tâm niệm lại khẽ động, khống chế hỏa long châu đem hỏa long kiếm hấp thu, kết quả hỏa long kiếm thế mà đột một biến mất giữa không chung, hỏa linh châu lơ lửng giữa không chung, hai kiện bảo vật tự động thoát ly. Ra, Giang giật quát khẽ một tiếng, hỏa long kiếm xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn trong nháy mắt cùng hỏa linh châu dung hợp được, dị thường tà môn. Không chọn vẹn thánh khí vậy coi như không coi là hoàn chỉnh thánh khí. Giang giật đầy mắt cực nóng nhìn xem hỏa long kiếm, tả hữu lật nhìn một trận, càng xem càng yêu thích, này hỏa long kiếm tựa như vì hắn mà thành, nắm ở trong tay cảm giác dị thường dễ chịu, tựa như một phần của thân thể hắn. Này hỏa long kiếm cùng hỏa linh châu phía trên hỏa long văn, vì sao cùng phong ấn ta đan điền hỏa long văn như vậy giống chẳng lẽ là chúng nó đây chủ nhân phong ấn ta không đúng. Cái này hỏa linh châu tại thiên quân mộ trong cất xứ vài vạn năm, vạn long thiên quân đều chết đi vài vạn năm, làm sao có thể đến phong ấn ta đan điền, xem ra là trùng hợp. Giang giật âm thầm trầm ngâm một phen, tại tâm hắn niệm tiến vào hỏa long kiếm bên trong chuẩn bị dò xét một phen lúc, để hắn chấn kinh vạn phần sự tình lần nữa phát sinh. Tâm niệm của hắn mới vừa tiến vào hỏa long kiếm nội bộ, toàn bộ đầu anh một tiếng, nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, tựa như bị xé nứt, sau đó mấy chục chữ màu đen chữ tiểu truyện kiểu chữ lần nữa đột ngột xông ra. Cái này, cái này, nội thị lấy trong đầu kia mười mấy cái quen thuộc mà xa lạ màu đen chữ tiểu triện kiểu chữ, giang giật giờ khắc này trong lòng kinh ngạc lớn hơn cả đau đớn. Vô danh công pháp tầng thứ ba khẩu quyết xuất hiện, cái này mười mấy cái chữ tiểu truyện kiểu chữ, cùng phía trước xuất hiện chữ tiểu truyện chữ giống nhau như đúc, mà lại cùng tầng thứ hai là nối liền, không cần phải nói là tầng thứ ba khẩu quyết. Vấn đề là, vì sao hắn tìm tòi cha này Hỏa Long kiếm sẽ xuất hiện? Còn có tầng thứ hai khẩu quyết, Giang giật nhớ tinh tường, là tại hắn dùng năng lượng màu đen luyện hóa Hỏa Linh Châu thời điểm xuất hiện, khi đó cũng xuất hiện qua quỷ dị tình huống, Hỏa Linh Châu tự động hấp thu trong thân thể của hắn năng lượng màu đen. Giống như xuất hiện một lần, khả năng này là trùng hợp. Nhưng phong ấn hắn đàn điền Hỏa Long văn cùng Hỏa Linh Châu Hỏa Long kiếm bên trên Long văn, rất giống quá giống. Hỏa Linh Châu chủ động hấp thu hắn năng lượng màu đen sau đơn giản bị nó luyện hóa, Hỏa Linh Châu cùng Hỏa Long kiếm tự động dung hợp, tìm tòi tra Hỏa Long kiếm, còn ra hiện vô danh công pháp tầng thứ ba công pháp, cái này tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Duy nhất kết luận, hắn cùng cái này Hỏa Linh Châu Hỏa Long kiếm bản thân tự có nhất định liên hệ. Chỉ là, không nói Hỏa Long kiếm, liền nói cái này Hỏa Linh Châu đã cất giữ trong Thiên Quân mộ trong vài vạn năm, mà hắn chỉ có 16 tuổi, lại thế nào có thể liên hệ với